Em sợ là giờ nó kéo bạn, một bạn may không được, nó kéo hai máy còn chạy. Thì lại cũng giống như là mình đang mở máy vậy đó. Khác kia em. À mày cũng có lên, còn em coi như em coi cái game gì là chỉ em tải xuống thôi. Một cái lót lên, một cái tải xuống này. Cái sao chứ Lại mấy chị ơi, vô lại nha. Lại đi mấy chế ơi. Lại đi mấy chế ơi. Vô lại nha. Chị nào vô rồi nhớ xe livestream giúp em nha mấy chị. Xe lại mấy chị ha, tính lại từ đầu nha, tính lại từ đầu nha mấy chị nha. Xem bàn tay giúp em, xem bàn tay giúp em nha mấy chị. Có hai phần quà hôm nay, có hai phần quà tặng cho hai người chia sẻ nhiều nhất và người chia sẻ nhiều nhì nha. Và đặc biệt điều kiện của hai người chia sẻ nhiều nhất nhiều nhì là đều phải trên cho em 50 lần nha. Nhớ là chia sẻ trên 50 lần cho em nha. Nên Trang có nhân một hội nhóm mấy chị ha, Trang có nhân một hội nhóm cho em. Chào chị Ngọc Hồng Huỳnh nè, chào Lương Nguyễn nè. Rồi đó, hôm nay hình như bây giờ mấy chị thấy ổn rồi đúng không? Thấy nhảy lên ổn hơn rồi nè. Thấy nhảy comment lên ổn hơn rồi nè. Rồi ổn chưa mấy chị ơi, ổn chưa? Em thấy có vẻ ổn hơn rồi đó. Rồi chấm chấm mấy chị ơi, chị nào lên rồi chấm chấm tút tút chấm tút chấm tút chấm tút. Rồi ổn hơn gì mà sao đen thui màn hình vậy? Mới đen thui luôn. Chia sẻ rồi, ok Linh Phạm chia sẻ rồi nè. Chị nào chưa chia sẻ nhớ chia sẻ chế độ công khai giúp em nhé chị ơi. Nhớ chia sẻ chế độ công khai giúp em nha. Đã chia sẻ nè, đã chia sẻ nè. Hôm nay em sẽ sale giá banh banh xác luôn. Sale banh xác luôn nha mấy chị nha, sale banh xác luôn. Cho nên chị áp dụng chế nào sale livestream thôi nha. Nhớ là em có kiểm tra hết, có phần mềm kiểm tra hết. Cho nên chị nào chia sẻ thì được gửi hàng, còn chị nào không chia sẻ á thì em sẽ tính giá bình thường, không có sale ha. Dạ hồi nãy giờ được qua không hả chị? Được qua không hả chị? Có à, chị, có được quà nhưng mà lần này chia sẻ lại cho em nha chị Kiều Phụng ơi. Qua like mới rồi chia sẻ lại lần nữa cho em nhé. Chế được, chế bạn được quà nhưng mà vẫn phải chia sẻ lại giùm em nha. Yêu nhiều lắm. Xe nhiệt tình cho em đi. Thấy em thì gọi tên em cái, thấy xe mông lê. Thấy bà xe mà. Thấy bà Yumi luôn nhá. Thấy Yumi luôn nè, thấy chị Hiền Vinh nè. Thấy cả nhà luôn. Vô chia sẻ livestream đi, chia sẻ chẳng chị ơi. Hồng Nguyễn ơi, chẳng trên hội nhóm thì chia sẻ trang cá nhân giúp chị nha Hồng Nguyễn nha. Nhưng nhớ là chia sẻ cho em, nhớ là phải chia sẻ cho em biết nhất hai lần trang cá nhân. Thì hôm nay mình mới mua đồ cho sale nha mấy chị nha. Hôm nay em sale banh nóc luôn, hôm nay sale banh nóc luôn nha. Đầm chị mặc đẹp quá, bao nhiêu thế chị? Ồ đầm. Bà Ngọc đó rồi, bà Ngọc vô lại. Bà Ngọc vô lại comment mua mở hàng lại có bà Ngọc. Cái này bán cái Ngọc rồi. Chia sẻ rồi, ok, cảm ơn chị Nguyễn Nhung. Em chia sẻ nhiều lắm rồi, cảm ơn Yumi nha. Rồi, em lên nè mấy chị ơi, lên đồ nè mấy chị. Lên đồ ha. Đây, lên đồ, sale đồ like nha mấy chị. Áp dụng chế nào sale live stream thôi nha. Để em coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Ô, xe lên đủ đi mấy chị, lên 150 view đi. Mới có 47 bình luận à. 47, quên nhầm, 40, 60 lượt xe thôi. Chưa tặng quà được. Chưa tặng quà được nha. Đây, bán áo cô tông với giá chỉ 29k. Áo cô tông siêu đẹp với giá chỉ 29k. Áp dụng xe livestream nha. Áp dụng xe livestream luôn. Mấy chị xe livestream lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Nếu mà xe không nhiều lên trang cá nhân hội nhóm được thì xe cho em 3 nhóm thân thuộc nhất, 3 nhóm mà người ta cho mình chia sẻ free vô thôi ha, là được rồi. Và mỗi lần chia sẻ cách nhau 5 phút đến 2 phút khác. Còn trang cá nhân chia sẻ cho em 2 lần nha. Hôm nay đồ gì vậy Thảo? Hôm nay Thủy Lêu, hôm nay chị quan sát đi, đồ nhiều và đẹp lắm. Đồ rất là nhiều và đẹp luôn nha. 29k nha tình yêu ơi. Áp dụng xe livestream nha. Rồi chị nào ưng mẫu này nè, comment lên liền cho em. Trời ơi 54, 56 lượt view rồi. Trời ơi xỉu, xỉu. Em tối nay em xỉu. Em xỉu mấy chị ơi. Xe like bằng tay giúp em nha. View thấp quá không like nổi luôn á mấy chị. View thấp quá là không like nổi luôn á. Xe bằng tay lên cho em mấy chị ơi. Xe nhiệt tình lên cho em đi mấy chị ơi. Xe bằng tay và nhiệt tình lên nha. Chị nào share rồi điểm danh đảng chia sẻ đem tặng quà hết nè.
Chị đâu chia sẻ rồi, nhớ chia sẻ điểm danh lên cho em nha. Mấy chị nhớ cho em rồi, hôm nay em có hai phần quà dành cho chế nào chia sẻ nhiều nhất nè. Có hai phần quà dành cho chế nào chia sẻ livestream nhiều nhất nha. Anh ơi. Anh. Gì? 29k, Kiều Phụ đã chia sẻ. Hiền Dân, Thùy Trang tặng. Rồi em lên đồ nha, em lên đồ tri ân. Để mấy chị share like đi, mấy chị ơi, lên 150 view giống hồi này nha. Share mạnh tay lên 150 view nha mấy chị. Rồi view đang lên rồi mấy chị ơi. View đang lên, share mạnh tay, view đang lên nha. Lên 150k mấy chị nha, chia sẻ tiếp tục nha. View đang lên rồi, view đang lên rồi nha mấy chị ơi. Anh khỏi cần tap rồi đi anh ơi. Khỏi cần nhắc đi. Nhắc nó không qua đâu. Không qua không? Nhưng mà nó chặn rồi cơ mà. Nó chặn rồi mà. Rồi em bắt đầu đọc mã 29. Hai cái này mua đồ giá 29k, nhưng mà em sẽ đọc mã mấy chị ha. Chị nào comment đúng mã người đó được tặng nha. Rồi người đó được mua đồ giá 29k. Rồi comment cho em mã 1 đi. Mã 1, mã 1 kèm xin thoại cho em 29k này. Mã 1 29k. Mã 1 29k giúp em nhé. Chị nào lấy 1 comment mã 1 lên cho em này. Mã 1 29k. Bịt đâu ra? Bịt đâu hết rồi. 129k giúp em. Bây giờ bé này phải cho em một chút bình. 129k cho em. Comment mã 1 cho em này. Nhớ là chị áp dụng cho chế nào sẽ livestream thôi nhá. Xin cho em hai lần hội nhóm nha mấy chị nhá. Hai lần trang cá nhân chứ. Và ba lần hội nhóm giúp em. Lên rồi hả chị? Ok. Lên 100 view rồi, còn 50 view nữa nha, là 150 view em bán này. Bắt đầu sale nha. Rồi mã 1 cho ai đây? Mã 1 29k cho ai đây? Mã 1 cho chị Liêm Phạm 789. Mã 1 cho Liêm Phạm 789. Liêm Phạm 789 ha. Liêm Phạm 789. Em xin nhắc lại các chốt hàng khách mới vui lòng cho em xin phải đầy đủ kèm mã hàng, các cũ vui lòng cho em 3 số đuôi kèm mã hàng nhé. Là được rồi. 29k. Rồi Liêm Phạm 29k nha. Lên tiếp nha các tình yêu. Rồi em móc kiểu không mấy chị ơi, em móc kiểu 2 giây pin như vậy rất là dễ thương nha. Rồi chị nào ưng cái em móc kiểu này comment cho em, mà của nó là mã số 3. Chốt mã 3 cho em, mã 3 cũng 29k luôn nha mấy chị. Ốc kiểu ha, ốc kiểu 2 giây cực kỳ xinh luôn. 29k mã 3. Comment mã 3 cho em, cái này mặc quần đùi riêng nâng cao rất là đẹp ha. Trông váy cũng đẹp nữa. Rồi comment cho em mã số 3. 29k, mã 3 29k. Áp dụng xe livestream thôi nha mấy chị ơi, chỉ áp dụng xe livestream thôi nha, mã 3 cho em. Chốt mã 3 cho em. Mã 3 thuộc xe livestream nhé. Mã 3. Comment 3 cho em. Mã 3 cho em nha. Mã 3 29k nha. Rồi. Mã 3 cho chị Yumi ha. 3 chốt cho Yumi nè. 3 chốt cho Yumi 29k nè. Mã 3 cho chị Nguyễn Nhung luôn ha. 3 cho Nguyễn Nhung Bảo Lộc nè. 29k nè. Mã Nguyễn Nhung Bảo Lộc 29k nè. 3 cho Nguyễn Nhung Bảo Lộc 29k với Dung Mi là hết nha mấy chị. Hết mặt 3 nha. Tiếp nha mấy chị yêu. Rồi chị Võ Vô Phương ơi, em thấy chị nha. Em vẫn thấy chị, nhưng mà bên mấy chủ là chị comment sau á. Hồi này chị comment sau chị Liên Phạm á. Cho nên chị Vô Phương ơi, chị Vô Phương cứ chốt hàng cho em tiếp đi. Lên em chốt liền cho Vô Phương nha. Rồi mã 4 cho em nha mấy chị ơi. Một cái áo thun có cổ rất là dễ thương, chất thun thái cực xịn nha. Mã 4. Comment mà 4 kèm số điện thoại cho em. Em này sale đồ like giá rẻ luôn, sale với giá 50k. Comment mà 50 cho em nha. 50 sale lỗ luôn mấy chế nha, sale lỗ luôn 50k. Dạ. Đọc mà 4 không mà nó rửa 50. À mà 4, mà 4, mà 4. Mà 4 nha, mà 4. Mà 4. Mà 4 50k. Comment mà 4 cho em này 50k này. Mà 4 50k cho em, thấy hương đàm luôn. Em thấy mọi người á, mọi người ơi, em thấy tất cả mấy chị luôn á. Hôm nay ai em cũng thấy đó. Đứa nào chắc lên thế. Mời ai chắc lên thế á. Mà 4 nha, chúc mà 4 cho em. Oh my god. Mà 4. Mấy chị ơi, có một số người, có một số chế là comment mà số là nó bị ẩn comment đó. Mấy chị thêm ký tự ABC thì ghé cho em nha. Rồi mà 4 em chốt cho chị Ngọc Hồng nè. Mà 4 cho Ngọc Hồng ha. Ngọc Hồng nè. Mà 4 cho Ngọc Hồng ha. Vô mấy chủ nó bị ẩn nhiều lắm mấy chị, bị ẩn comment á mấy chị. Cho nên mấy chị ơi chát thêm, ví dụ mà 4 thêm ABC đi giá cho em đi. Rồi cho Ngọc Hồng ha. Mà 4 cho Ngọc Hồng, chết quên đi giá. Mà 4 cho Ngọc Hồng nha.
Đây em siêu phẩm dễ thương cực kỳ luôn, ốc kiểu mấy chị ha. Một em ốc kiểu vô cùng là đẹp luôn. Đây. Chấm chấm tương tác ABC XYZ nhiều lên cho em nha. Em nói thật có nó ở comment á. Rồi, mẫu này nhóm chị. Chị nào lấy mẫu này comment liền cho em mã 2. Chốt mã 2 cho em. Mã 2 1m654 cân. Đó, dễ thương chua 85k mê sale nha, sale luôn. Sale với giá 60k. Comment mã 2 cho em 60k. Vải đẹp giả mang luôn đó chị. Mã 2 60k cho em. Mã 2 comment 2 kèm số điện thoại cho em nha. Mã 2 kèm số điện thoại. 260k này. 260k cho em. Đúng rồi, ABC XYZ lên đi mấy chị. ABC XYZ lên ha. Rồi mã 2 này, chốt mã 2 nha, chốt mã 2. Mã 2 kèm số điện thoại cho em nha. Ủa chị chúc mã chị nào? Chị Nguyễn Phạm. Không thấy. Nguyễn Phạm ơi em không thấy chị. Okay, chốt cho. Rồi, tiếp nha. Mã 2 comment mã 2 kèm số điện thoại cho em 2. Mã số. Hai cho Lily Huỳnh. Bên này không nổ luôn. Bên này không nổ luôn. Có. Cho Lily Huỳnh nè. Còn mã 2 không? Hết. Lily Huỳnh biết sao vậy? Lily Huỳnh. Mã 2 60k hả? Dạ 260k. 260k cho chị Lily Huỳnh này. Mấy chủ không nổ luôn. Ghê không? Rồi tiếp nha mấy chị. Mã nâu, chốt mã nâu cho em mấy chị ơi. Mã nâu 50k. Comment nâu cho em một cái nâu ốc hiệu cực kỳ xinh đẹp ha. Mã nâu cho em siêu. Thấy rồi mấy chị comment đi, em thấy hết. Chỉ có bà xã em không thấy thôi, em thấy hết. Mà nâu còn phải nâu cho em nha. Đó bây giờ mới nổi lên nè. Nâu 50k nè. Bây giờ mới nổi lên. Nâu cho em. Nâu 50k. Mà nâu nha mấy chị ơi, mà nâu 50k nè. Đầm Hồng Kông. Đầm Hồng Kông nha mấy chị. Đầm Hồng Kông. Cái đầm Hồng Kông này giống áo dài cách tân nha mấy chị nha. Mấy chị mặc đi giày được, rất là dễ thương luôn. Đây chế nào một cô giáo em chi ơn siêu rẻ cho nè. Em này đầm Hồng Kông 130 mấy chị ha. Sale luôn cho mấy chị 150. Nâu 50k cho chị Nguyễn Thi Phương nè. Sale 101 luôn. Đó, Nguyễn Thị Phường nuôi 875 nè. Mé 6 khoảng 55 cân, 56 cân đổ về. Trẻ nào mà cô giáo là nhất luôn á. Mang rất dễ thương, đi dạy thêm, đồ luôn tôm á. Đi dạy rất là dễ thương á, mặc trong quần legging đẹp lắm. Rồi comment, ở khỏi dưới mặc đầm luôn. Dưới này đâu phải áo dài đâu, mặc quần legging đầm ha. Rồi comment cho em mà, có nó mà đầm. Một mà đầm 101, 130, 101 Phúc hả? Rồi mã đầm cho em, comment mã đầm nha. Đầm cho chị Hiền Dinh nè. Đầm cho chị Hiền Dinh. Cuối cùng cũng thấy là chị Hiền Dinh nè, đầm bao nhiêu đây? Dạ mã đầm 101. Đầm 101 nè. Đầm 101 cho Hiền Dinh. Xét nha mấy chị ơi, một xét nha. Một xét dễ thương luôn. Rồi xét này nha mấy chị ơi, 65k luôn. Xét áo mấy chị ha, đây là xét áo 60k. 60k cho mấy chị luôn một xét áo. Đây, à, một cao lót bên trong thế này ha. Anh đi mua là để chủ yếu là lấy cái này này, thấy không? Là cái này được nước rồi, thấy chưa? Rồi, 60k, chị nào lấy set áo này comment cho em mã set áo nha. Comment mã set áo cho em một cái khoác bên ngoài và một cái áo hai dây như thế này ha. Rồi, này. Chị nào lấy set áo comment set áo cho em nha, 60k, set áo 60k. Set áo 60k chị. Set áo này, mã là set áo 60k nha. Mã set áo 60k nha mấy chị ơi. Thì 60k thôi. 60k, 60k. Rồi em áo 60k là có người xếp áo. Áo sơ mi sát nách nha mấy chị. Cái này mặc chung với vest cũng ok đẹp lắm. Vest mà mặc tay dài nó vuông lắm mấy chị. Mặc tay ngắn thì xinh lắm nha. Rồi chị nào ôm cái áo sơ mi này comment cho em mã của nó là mã số 10 nha. Mã số 10 50k. Mã 10 50k giúp em. Mã sơ mi mã 10 50k. Mã 10 nha. Mã 10 luôn mấy chị ơi. Comment mã 10 đi. Cho cái bút của nào. Mã 10 50k. Không ghi giá lại được, lại la làng lên. Đây. Cái này ghi giá được. Mã số 10 50k này. Mã 10 50k giúp em. Mã 10 đó, màu trắng. Mã số 10 cho chị. Mã số 10 cho Dung Minh Nguyên à. Rồi em này tặng nha mấy chị. Chị nào ơn em này comment mã tặng hồng cho em nha. Comment mã là tặng hồng kèm số điện thoại cho em nha. Tặng nha mấy chị ơi, tặng cho mấy chị luôn. Comment mã là tặng hồng kèm số điện thoại cho em. Mấy chị nhớ là share lại, chia sẻ livestream giúp em ha. Mã 10 cho An Gia luôn nè. Mã 10 cho An Gia luôn ha. Mã 10 50k ha. Dạ mã 10 50k cho An Gia. Ok, mã 10 50k cho chị An Gia rồi, luôn nè. Rồi tặng hồng cho em kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Nhớ là áp dụng share livestream thôi. Đẹp mọi hả? Người nhớ share livestream cho em 2 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em nha. Tặng hả? Dạ, tặng hồng, tặng hồng. Mã là tặng hồng. Tặng hồng kèm số điện thoại này. Tặng hồng kèm số điện thoại. Mẫu chấm đi đỏ hết rồi hả? Dạ. Hỏi gì kìa. Cái gì đó? Màu chấm bi đỏ hết rồi hả? Dung nha chị ơi.
Còn Dâm thôi. Thằng Hồng, thằng trai đây. Thấy chị Lê Thúy Hằng nha, thấy chị Hiền Dân nha, thấy chị Trân Lý nha, thấy chị Bình Lê nha, thấy Lily Huỳnh nha, thấy Ánh Hằng nha, thấy Bích Ngọc nha, Thảo Thanh, thấy Lung nha. Đó. Đấy tất cả mấy chị thôi mấy chị nha. Người comment thứ 3 đi. Tặng người comment thứ 3 đúng không? Ok luôn, tặng Hồng kèm số điện thoại tặng cho người comment thứ 3. Đó là chị Trân Lý nè. Chị Trân Lý số điện thoại đuôi 5301 khách mới nè. Chị Trân Lý á. Chị Trân Lý để lại cho em địa chỉ nha chị ơi. Và chị nhớ nhớ giúp em là quà đi kèm đơn nha chị nha. Vui lòng quà kèm đơn giúp em nha. Rồi bi bi đầm bi giúp chị đầm bi cổ yếm. Chị nói lấy cái bi cổ yếm này 55k. Comment liền cho em mã của nó là mã cổ yếm nha. Một cái đầm bi cổ yếm. Mấy chị nào mà thích bo eo á thì thắt eo vô ha. Bo eo thì thắt eo cho em. Comment bi cổ yếm cho em, comment mã cổ yếm nha chị nha. Mã cổ yếm cái này mấy chị mặc mang nhìn là thắt vô đẹp lắm nha. Mang nhìn là thắt vô cực đẹp luôn. Đây, dây cổ yếm lên như vậy mấy chị ha. Mét 6 55 cân đổ về là bầu bí bông cho em vô tư ha. Cổ yếm 55k cho em, sale 55k luôn. Má cổ yếm 55k nha. Rồi Dung có múc ngực. Không được thông báo nữa rồi. Mà Dung có múc ngực mấy chị nhận không đâu nhận được thông báo mấy chị share livestream giúp em để bạn bè mọi người biết được mấy chị ha. Biết được em đang livestream nha. Rồi. Bây giờ Facebook nó bỏ chế độ thông báo livestream rồi sao á. Ok, chị Trân Lý có địa chỉ này. Chị Trân Lý ơi, quà đi kèm đơn giúp em nha chị ơi. Rồi chị nào lấy Dung comment mà Dung cho em. Dung nha mấy chị, Dung nem xeo chân em xả hết toàn bộ cái giá cực rẻ luôn á. Cái Dung này 95k mấy chị ơi, 95k múc ngực luôn. Hoa nem xeo luôn mấy chị ơi, xeo 75k. Comment mà Dung cho em đi, còn một chiếc là xeo rẻ luôn nha, xeo lỗ vốn luôn nha. Xỉ bằng lẻ nha, xỉ bằng lẻ. Comment cho em mà Dung, quốc mà Dung luôn. Mà Dung 75k, 1m6, 54 cân đổ về nha. Mét 6, 54 cân đổ về 75k. Comment mà Dung giúp em này, mà Dung, chốt mà Dung giúp em. Mà Dum luôn nha các tình yêu ơi. Mã là Dum nè, 1m6 54 cân đổ về mặc vừa nha mấy chị ơi. 1m6 54 cân đổ về, comment mã Dum. Mã Dum cho em. Mã Dum ha. Rồi em Dum đùi rất vai mấy chị ha, Dum đùi rất vai chị nào lấy. Dum cho chị Dum cho chị Dung Nguyễn nè. Dum cho chị Nhiêu Phạm nè. Dum cho Nhiêu Phạm luôn. Nhiêu Phạm 931 nè. Rồi chị nào ông màu này. Chị nào màu này comment cho em luôn mã vàng em chị ơi. Mã vàng này xe 39k nha. Mét 6 yêu của nó khoảng 72, mét 6 50 cân ha. Một mét 55 không. Màu này tầm mét 56 đổ về mới mặc đẹp nha. Mét 6 thì mặc sợ nó ngắn đụng á. Sợ nó bị ngắn đụng ha. Rồi comment liền cho em một mét 56, một mét 57 đổ về nha. Comment liền cho em mã vàng khoảng 47 cân đổ về, 47, 46 cân đổ về á. 1m56, 47 cân đổ về là mình mặc đẹp nha. Mã vàng, comment mã vàng giúp em nha, chúc mã vàng. Rồi đầm nha mấy chị ơi, xả hôm nay em xả nên nó rẻ mấy chị ha, hôm nay xả toàn bộ luôn. Xả sale chiêu gì đùm lum tùm la là toàn bộ luôn mấy chị ơi, rẻ vô cùng luôn. Mấy chị xe livestream này được mua đồ giá sale nha. Xe livestream mạnh tay giúp em. Mã vàng cho chị Thắm Nguyễn đô 338 nè. Vàng nó 39k. 39k thế à? Rồi đầm nha mấy chị, mặc đảm bảo mấy chị ơi không bị hở hang nha, mặc hai dây rất là dễ thương luôn. Mấy chị mặc dây ống ngực mà dây trong á, đó nhìn đẹp tuyệt vời luôn ha. Mẫu này comment mà bi cho em đi, mà bi giá 65k, mà bi 65k cho em, mà bi giúp em nhé. Mã bi 65k em mấy chị ơi. Đây kiếm cho em, mà vàng còn ai chứ không còn cái này. Mà bi, ủa, thước chơi em đâu? Chị đẹp đôi rồi hả? Chị đẹp đôi mà. Anh có hồn như vậy không? Dọn được cái hồn biết. Mà bi. Rồi mà bi giúp em nha. Mà bi mét 6 khoảng 50 cân á. Em này eo nó 70 mấy chị ơi. Eo 70 mét 6 50 cân nhá. Mét 6 50 cân cầm em mà bi giúp em nè. Mà bi nha. Bi 65k. Bi 65k cho Hương Đàm nè. Chế Hương Đàm thấy cái gì không? Hương Đàm có thấy chị liếc em không? Em mà qua lấy hàng mà em mà bỏ đồ lại bớt là chị bữa sau chị nghỉ chốt cho em đi chưa? Chị dữ lắm á. Rồi đi tiếp nha. Anh ngồi đây mà anh thấy cái chuyện nó nổi da gà luôn á. Rồi, mẫu này nha. Chị nào lấy cái dung này comment mà cam cho em, comment mà cam nha. Chốt cái nào mà nhắm chắc chốt cái đó giùm em đi nhanh nhanh nha mấy chị. Nhanh 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 nha mấy chị. Lên đi lên lại á, tội nghiệp lắm luôn á.
Rồi, chị nào lấy cái cam này comment mà cam cho em dung cam một màu mấy chị ha. Cái dung cam này sale mấy chị ơi, sale 75k luôn. Có mút ngực mấy chị, có mút ngực nha. Dung cam một màu rất là dễ thương luôn, 75k. Comment mà dung cho em luôn nhé, mà dung chút mà dung cho em. Share like nhiệt tình giúp em mấy chị ơi, điểm có bao nhiêu được chia sẻ rồi. Mới có 159 thôi mấy chị ơi. Mấy chị share like nhiệt tình giúp em đi, 5 lần hội nhóm và 2 lần cho cá nhân để mua đồ giá sale mấy chị ha. Hôm nay sale giá rẻ nha mấy chị. Hôm nay sale giá cực rẻ luôn. Nhưng mà mấy chị nhớ là share live stream giúp em nha. Share live stream giúp em mới được nha. Chị Lan nguyên đơn chị Vy Trang. Chị nào, chị nào? Chị Lan, nếu có nhân viên em có gọi cho đơn cho chị chưa? Nếu có gọi là em hàng đi rồi nha. Còn chưa gọi thì chắc chưa đi nha. Dung cam bao nhiêu, 75k đúng không? Dạ. Dung cam 75 đúng không? Vâng. Dung cam 75 cho Thủy Thủy là đôi 677 nè. Dung cam 75 cho Thủy Thủy. Rồi cái đầm body đuôi cá nhé chị ơi, còn màu xanh và màu đen. Màu xanh và màu đen nhé chị nha, đuôi cá rất là dễ thương luôn. Cái màu này mé 6-52 cân đổ về mấy chị nha. Đó, rớt qua như vậy cực kỳ đẹp. Em đảm bảo mấy chị mặc cái này mà phối thêm trang sức mấy chị đi tiệc cũng ok luôn. Nhẹ nhàng, dịu dàng mà cực kỳ dễ thương. Nhất là cái phần đuôi cá của nó điểm nhấn vô cùng mấy chị ha. Rất là dễ thương, rất là đẹp. Rồi chị ơi, màu này em sale cho mấy chị luôn nha. Sale giá rẻ luôn. Sale với giá chỉ có màu này là 95k. 95k mấy chị sale 80k nhé. Chốt mã xanh cho em, có hai màu xanh và đen mấy chị nha, xanh và đen. Chốt mã cho em là mã xanh và mã đen cho em, hai màu xanh và đen nhé. 80k sale 80k luôn. 95 sale 80k, sale lỗ vốn luôn mấy chị nha, sale lỗ vốn luôn. Chị nào ưng chốt liền tay giúp em này, ưng chốt liền tay giúp em. Anh kiểm tra chia sẻ cho em được không? Chế nào chúng quà chia sẻ mới được nhỉ. Rồi, tặng nhé mấy chị, tặng luôn nhé. Tặng luôn mấy chị ha, để em coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. 181 lượt chia sẻ ha, chỉ mới 181 lượt chia sẻ thôi. Em kiểm tra không đủ số lần chia sẻ thì em không có tặng quà, em lấy lại quà nha. Nhớ là 2 lần cho cá nhân và 5 lần của nhóm giúp em. Hai chỉ có 2 lần cho cá nhân và 5 lần của nhóm thôi. 5 lần của nhóm mấy chị rất là dễ chia sẻ luôn. Chỉ cần 5 phút mình đóng một lần, 5 phút đóng một lần thì Facebook không bao giờ chặn mấy chị nha. Chỉ khi mấy chị chia sẻ nhanh quá thôi là Facebook nó chặn ha. Rồi, chị ơi, màu này em tặng luôn này mấy chị ơi, tặng luôn nha. Comment cho em mã 100 kèm số điện thoại giúp em. Mã 100 kèm số điện thoại giúp em nha. Mà 100 kèm số điện thoại giúp em ha, tặng nha mấy chị. Eo của nó eo bo thun nha. Eo bo thun. Không được. Không được. Rồi, eo bo thun giúp em nha. Rồi comment mã 100 kèm số điện thoại giúp em. Tặng mà 100, đúng rồi, tặng tặng 100. Tặng 100 nha mấy chị. Comment mã 100 kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi cái đầm này dễ thương lắm nè. Đầm trai đây. Đầm mặc cái đẹp tặng cho người comment thứ 5. 100 kèm số điện thoại tặng cho người comment thứ 5 nha. Rồi màu này cực kỳ dễ thương luôn, có tăng giảm luôn nha mấy chị, có tăng giảm luôn nè, đó dễ thương chưa, cực kỳ cưng ha. 100 kèm số điện thoại này, 100 kèm số điện thoại cho Hồng Văn Trần nhá, đôi 3126 này. 100 kèm số điện thoại cho Hồng Văn Trần ha. Hồng Văn Trần được tặng 100 nha. Hồng Văn Trần chia sẻ cho chế chưa, chưa chia sẻ nhớ chia sẻ nhiệt tình giúp chế nha. Rồi màu đầm này để kiểm tra luôn này. Ờ để kiểm tra luôn. Nhớ là 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em. Nếu mà chưa chia sẻ em tặng cho người khác nha. Rồi tiếp nha mấy chị. Ok, đã chia sẻ. Đã chia sẻ, Hồng Văn Trần đã chia sẻ lên trang cá nhân rồi, còn hội nhóm mà hội nhóm để em kiểm tra sau á. Rồi chế nào là cái đen này. Cái đen tầng rất là xinh đẹp luôn, eo của nó bo thông 1m6 và 55 cân đổ về nha. Chia sẻ chế độ bạn bè à. Chia sẻ chế độ bạn bè hả? Hồng Văn Trần ơi, chỉnh sửa là chế độ công khai cho chế nha. Hồng Văn Trần vô trang cá nhân chỉnh sửa là chế độ công khai nha. Để được nhận quà nha, không chế chế tặng cho người khác nha. Rồi, comment cho em mã tầng mấy chị ơi, comment mã tầng giúp em. Cái mã tầng này 1m6 khoảng 55 cân đổ về ok luôn, rất là dễ thương và rất là đẹp luôn mấy chị. Comment mã tầng giúp em nha, mã tầng 85k thôi mấy chị ơi. Mã tầng 99k sale 85k. Comment mã tầng giúp em nha, comment mã tầng liền tay giúp em. Mã tầng rất là đẹp nha. Comment mã tầng giúp em. Mã tầng nha. Hồng Văn Trần vô trang cá nhân sửa lại chế độ chia sẻ giúp chế nha. Rồi mã tầng giúp em đi mấy chị. Chia sẻ chế độ bạn bè là chưa nhận được quà bên em đâu nha. Đúng rồi, chia sẻ chế độ bạn bè là chưa nhận được quà đâu. Mã tầng kèm số điện thoại giúp chị yêu ơi. Rồi màu này luôn rất là xinh đẹp. Rồi một cái dung sọc thôi mấy chị. Một cái dung sọc. Mã tầng bao nhiêu chị? Xeo 80k. Má tầng 80k cho Trần Liễu Quỳnh này. Cái gì vậy ông, tầng 85, cái này 80 nè. Người ta hỏi tầng bao nhiêu tiền, em trả lời em 80. Em đang báo cái sọc này 80k với khách. Sọc 80k, comment mà sọc giúp em. Tầng 85k cho ai? Má tầng 80k, 85k cho Trần Liễu Quỳnh nha. Trần Liễu Quỳnh.
Trần Liễu Quỳnh, số điện thoại đuôi 8240 cho anh xin thêm địa chỉ nha. Rồi cái sạc này 1m6 50 cân đổ về eo 71 với chị ơi. Eo 71-72 nha. 1m6 50 cân đổ về. Comment mà sọc cho em 80k, mà sọc một cái dung sọc có beo rất là xinh đẹp với chị, 80k nha. Chị nào lấy dung hai bên có túi luôn với chị, đằng sau có chìa khóa. Comment cho em mà dung luôn, mà dung sọc nha, comment mà dung sọc. Mà dung sọc. Dung sọc. Dung sọc 80k. Dung sọc. Dung sọc cho Đặng Thị Hường này. Dung sọc cho chị Đặng Thị Hường, hình như em đang thiếu chị Đặng Thị Hường cái gì đúng không chị? Hình như em đang thiếu cái đồng hồ hay cái gì đấy đúng không chị Đặng Thị Hường? Phải ok dùm em nhé. Em nhớ băng má. Mà em không nhớ ra tên của chị. Rồi đi, xong rồi. Rồi mẫu này nha. Rồi chị nâng mẫu này. Mẫu này đầm Quảng Châu mấy chị ơi, giá 125, 2 sale nhóm chị ơi, sale cho mấy chị giá 100 nha. Chị nào lấy chốt mã cho em là mã 100 đi mấy chị. Mã 100 có tay đầm Quảng đầm Hồng Kông, với đầm Hồng Kông cực kỳ xinh luôn. Đây, rất là dễ thương nha. Chị nào lấy comment mã cho em là mã 100k. Eo em này to á, em này size XL, eo 80 độ về á. Size XL eo 80 độ về nha. Chị nào lấy chốt mã 100 giúp em. Form to mấy chị, size XL. Tầm eo 80 đổ về á, mét 660 con luôn ha. Comment cho em mà của nó mà 100k. Xem 100k nha. Ok, đúng rồi, đặt về Hường đang thiếu đồng hồ nữa. Rồi. Ok, chị Trần Liễu Quỳnh có địa chỉ rồi này, cảm ơn chị nha. 100k giúp em này. 100k mã 100 này. Chị thương nghĩa đến mã mua đến 100 mà chưa có số điện thoại thì chị em chưa chốt được này. Chị mới chơi, chế nào khách mới comment mã số kèm số điện thoại đi cùng một dòng lại để em chốt nha. Rồi mẫu này bị dơ xíu ở đây mấy chị giặt ra ha. Cái dơ này chắc giặt ra này. Cái này dơ này chắc bày giặt ra em sale rẻ ha. Mã 100 sale. Mã 100 em chốt cho chị Hương Vũ này. Mã 100 em chốt cho chị Hương Vũ. Hương Vũ đuôi số điện thoại đuôi là 0217 này. Sale 50k mấy chị nha, sale 50k. Chị nào lấy chốt mã 50 giúp em. Mã 50 1m6 này 52 cân đổ về mấy chị ha. 1m55 khoảng 47 cân. Chị nào lấy chốt liền cho em mã của nó là mã số. Mã số, xong rồi mới đọc xong quên rồi. Chúc mà 50 cho em, 50k mà 50. Mà 50 cho em, 50k nha, 50k mà 50. Chị ơi, chứ nào khách mới mà comment chốt hàng với nhà em là phải là nhớ chốt hàng cho em mã số kèm số điện thoại cùng một dòng là em chốt được nha. Mã 50k mà 50. 50 cho Hương Đà mà 50k này. Về giặt cái nào mà vừa là mà làm mới lấy nha. Đừng chốt bất chấp nha. Đừng chốt bất chấp và đặc biệt dễ chế xuống sớm lấy hàng nha. Rồi mẫu này luôn mấy chị ơi, đầm dài con gối ha mấy chị đây. Mẫu dài con gối thế này nha, rất là dễ thương luôn. Hàng này là hàng này hàng Hồng Kông mấy chị ha. Cái đầm này hàng Hồng Kông. Chị nào lấy mẫu này comment cho em mã của nó là mã số 15 đi. Chốt mã 15 giúp em nha. Anh Nguyễn Ngọc Thương nha. Mã 15 giúp em hàng Hồng Kông mấy chị. Mẫu này là phi size luôn, 58 cân đổ về, mét 6 nha, mét 6 58 cân đổ về. Còn chị nào mà mét là khoảng 46 cân. Chị nào mà 1m55 là khoảng 50 cân đổ về nha, 50-52 cân đổ về á. Rồi comment cho em mã 15, mã 15 sale ha mấy chị. Hàng Hồng Kông 130 em sale luôn mấy chị, giá 1, giá 99k. Ừ, nào không biết chưa. 99k. 99k, bữa nào không biết chưa hả? Vậy thôi sale người khác đi. Vậy vậy anh chốt 50 cho người khác nha. Chốt 50 cho người khác đi. Chốt 50, mã 50 này. 50k. 50k cho chị Thắm Nguyễn 338 nha. Cái trắng 50k cho chị Thắm Nguyễn này 338 nha. Cho Thắm Nguyễn 338. Thắm Nguyễn 338 luôn mấy chị ha. Cho Thắm Nguyễn. Rồi mẫu này, mẫu này. Chị nào lấy cái mẫu em đang cầm này mấy chị. Đầm thun vô tông cực kỳ đẹp và xịn luôn ha. 79k. 15 mà cái nào vậy, cái này hả? Dạ 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 dạ, mẫu 15 á. Ờ dạ, 99k. Mã 15 99k cho chị Hà Luna này. Rồi, đầm nha mấy chị, chị nó lấy đầm này chắc cô tông nha, đầm cô tông này xịn lắm, thịnh xịn vô cùng luôn mấy chị. Hàng hịn, hàng hịn nha. Hàng hịn đẹp lắm nha. Rồi chị nó ơn cái mẫu này giá của nó 75k, comment mà 75 em luôn, 75k mà 75. 75k mà 75, cầm về là thích liền luôn mấy chị, xịn lắm nha. 75k mà 75 cho em. 75k mà 75 nha. Comment 75k mà 75 cho em. Wow, cái này đẹp vậy mà gọi không bắt máy này mấy chị. Ủa? Nó đựng bịch hả? Ừ. Hả? Đựng bịch thôi đúng không? À đâu, của chị gầm bị lỗi gì vậy? À vậy hả? Chỗ nào? Thế lại đi qua bên đi. Ừ nè. Đẹp vậy mà. Con này. Nó bị lỗi á. Con gì hả? Ừ. Thì sao dùng ở đây? Con biết đâu, chiều ghế dùng, ai biết đâu, tức bóc ra dùng của nó. Rồi, yếm nha mấy chị. Lỗi gì thế? Rồi lên em yếm này, em yếm 65k mấy chị hay em yếm
đuôi cá nhá. Kiếm đuôi cá cực kỳ dễ thương luôn, mặc cái này đẹp ngất ngây luôn. Có mút ngực mấy chị ơi, màu này có mút ngực, mình mặc mình không cần phải mặc mút ngực nha. Đi chơi cuối tuần với gia đình uống cà phê cà pháo cực kỳ dễ thương luôn. Cà phê cà pháo cực kỳ dễ thương luôn ha. Rồi màu này rất là dễ thương luôn. Rồi chị nói màu này comment liền cho em mã của nó, mã số 28 đi. 28 cho em, 65k, eo 70, mã 28, eo 70, eo 68, 70 nha. Tầm size M á, size S, size M á. Rồi comment cho em mã 28, giá 65k, mã 28, 65k cho em cực đẹp. Mẫu này mặc lên đẹp ngất ngây nha, cực đẹp luôn. Cà phê, cà pháo cuối tuần mấy chị ha. Đi chơi với gia đình, cà phê, cà pháo cuối tuần, 65k. Chỉ có 65k thôi. Hôm nay là em sale xuống cả 25-30 ngàn một cái luôn á mấy chị. Đó, cho nên mấy chị nhanh tay chụp cơ hội ha. Chốt liền mà mặc đẹp lắm. Dạ, mã 28. Mã 28 65k đúng không? Dạ đúng rồi. Mã 28 65k này mấy chị ơi, một em yếm nè. Mã 28 cho em. Chị Nhiêu Phạm comment 28 giúp em. Nhiêu Phạm comment yếm là comment 28, lấy 28 đúng không? Cái này là cái máy gì đây? Cái đó là 28 cho chị Nhiêu Phạm này. 65k này. Mà 75. Rồi màu này, màu này. Áo khoác mà. Dạ. Cái đó là áo khoác là cái gì? 75 là cái đầm 7 đó, 75 á, cái đầm màu trắng giá 75 á. Rồi màu đỏ. Dạ đúng. Phải. Chốt màu đỏ cho em. Hỏi cái gì em chốt mà mà. Rồi màu đỏ cho em nha, chốt màu đỏ giúp em. Màu đỏ 1m6 55 cân đổ về nha, chốt màu đỏ. Đỏ, chốt đỏ cho em màu đỏ. 28 cho Miêu Phạm chưa? Rồi. Rồi mà đỏ giúp em, mà đỏ 55-56. Má 75, má 75 là phải cái đầm thun trắng không nhỉ? Đầm thun không? Đầm thun áo thun vậy? Đầm thun. Mà 75. Cái này mà đỏ khoảng 75k nè. Mà 75-75k á. Mà đỏ cho em. Ngọc Thương chưa được yếm nha. Mà đỏ chút mà đỏ cho em, mà thương mà chút. Không phải má 75, mấy chế ơi cho một. Phải má 75 hồi nãy là má cái đầm thun màu trắng không? Má 28 hết rồi, má đỏ đi chứ. Đưa đây, dục qua đây. Dục qua đây. Bảo má 27, má 2, bảo má 75 mà ông cứ không tin. Đây nha mấy chị ơi, má 75 đúng không mấy chị? Phải ok dùm em nha, hồi này chế nào chút má 75 mà ok là dùm em nha. Đây, chế nào chế thảo vũ khách mới, chưa có số điện thoại địa chỉ em chưa chốt được nha. Đỏ cho chế Hương Vũ nè, Hương Vũ 0217 nè. Này, nào chế nào chế, chốt cái 75 này ok là dùm em nè. Chốt cái 75 này ok là dùm em nha. Em nói cái này 75 mà ông giao không có tin. Rồi chốt mà 75 giúp em nha. Bao tiền? Dạ 75k. Rồi 75, chế nào chốt ok dùm em nè. Rồi, tiếp cho mấy chị. Rồi màu này nha mấy chị, màu này nha. Màu bệt vai cực kỳ xinh. Trời ơi, cái hoa này lên da đẹp lắm luôn anh đó. Hoa này lên da đẹp vô cùng ha. Rồi chị nơ màu này, eo của nó co giãn thoải mái luôn. Mét 6 và 52 cân đổ về nha. 52-50 cân mét 6 á. Comment cho em mã hoa. Chốt mã hoa cho em nè, mã hoa cho em. Má chế cũng không biết luôn á. Không biết cái trắng đó là 75 luôn á. Rồi mã hoa cho em nha mấy chị ơi, chốt mã hoa cho em. Má 75, má 75 cho Hương Vũ nè. 75 cho Hương Vũ. Má 2 cho Dung Minh Nguyễn nè. Chị Thúy Hằng cũng comment 75 lên kìa. Rồi mà hoa nhóm chị ơi, mà hoa giá của nó là 79k. Chị này lấy hoa chút hoa cho em. Hoa cho Hương Vũ được 0217. Hoa 79k, hoa 95 còn 79k nhé. 75k, mà 75k đó. 79k chút mà hoa cho em nè, mà hoa cho Yumi một chiếc nè. Mà hoa cho Yumi một chiếc ha, 79k. Chị nào lấy hoa nữa không comment hoa lên giúp em nha. Chị nào lấy hoa comment hoa lên giúp em ha mấy chị ha. Hoa cho Nhiêu Phạm nè. Hoa chốt cho chị Nhiêu Phạm nha. Hoa cho Du Minh Nguyễn, hoa cho Nhiêu Phạm hả? Hoa cho Du Minh Nguyễn, hoa cho Nhiêu Phạm em. Còn một chiếc thôi. Còn một chiếc hoa ha. Chị nào lấy hoa comment hoa lên cho em luôn. Cái hoa này mặc sang lắm mấy chị nha. Mặc cực kỳ sang luôn, sang mà dễ thương lắm. Có mé 6 và 52, 53 con đổi về là ok ha. Comment mã hoa cho em luôn. Đây hoa đây. Hoa còn một chiếc thôi. Chị nào nhanh tay lấy hoa chốt hoa cho em nha. Rồi em đầm von nhóm chị, một em đầm von lụa như thế này nha. Mấy chị mặc đi đi chơi maxi, dạng maxi á mấy chị, đi biển rồi nói chung là đi du lịch gì đấy ha. Rồi mẫu này 50k, chị nào lấy chút mà maxi cho em, thôi chút mà rêu đi, mà rêu giúp em nha. Von lụa mấy chị ba lớp luôn, ba hai lớp gì đấy, dày lắm, nói chung dày không có bị mỏng nha.
Rồi mẫu này bầu bí bằng chen vô tư. Còn chị nào mà không thích mặt rộng thì mình thắt eo vô nha. Rồi comment cho em mà reo mấy chị 50k. Mà reo 50k này, chốt reo 50k giúp em. Mà reo 50k nha. Reo 50k giúp em. Mà reo 50k đi mấy chị ơi. Một em maxi reo 50k nha. Không có 75 màu đen mấy chị ơi. Không có 75 màu đen. Hoa cho ánh hằng một chiếc rồi là hết nè. Ánh hằng hoa luôn ha. Đâu. Hoa chút cho ánh hằng. Đâu. Mà hoa mới chút xong là hỏi đâu. Một cái à. Hoa cho ánh hằng. Hồi nãy em dơ lên hỏi rồi. Rồi chốt hoa dánh hàng luôn ha. Mình có dơ lên hỏi gì đó. Rêu cho Hương Giang kìa. Rồi em này em đầm có túi và dài có gối mấy chị nha. Giá 70k. Em này em đầm có túi. Có túi nha mấy chị và dài có gối. Đầm cô tông 70k. Rêu cho Hương Giang đuôi 4477 nè. 65k luôn. Sale 65k luôn. Chị nào lấy chốt mã 65 cho em, sale 65k luôn nha. Chị nào lấy chốt mã 65 cho em, mã 65. Cái đó 50k. Rồi mã 65k cho em. Mã 65k. Đây 65k. Mã 65k mấy chị nha. Mấy chị ơi share nhiệt tình giúp em đem câu bao nhiêu là chia sẻ là tặng tiếp này. Mới có 200 mấy là mấy chị share tiếp thì em tặng tiếp nha. Share lên xe ra chim nhiệt tình cho em bây giờ là 250 ha. Mấy chị xe lên 300 nha. Xe 300 em tặng tiếp một món quà nha. Cứ xe 50 lượt xe tặng một món quà nha. Mấy chị xe bàn tay cho em thêm 50 chia sẻ nữa thôi nha. 50 chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Cái này vàng 65k hay 70 có cái giá rồi đó. Vàng này má vàng cho chị Lê Thúy Hằng nè. Vàng cho Lê Thúy Hằng ha. Vàng cho Lê Thúy Hằng rồi chế nó lấy cái cam. Chế nó lấy cái cam này comment mà cam trên 50 view 50 xe nữa ha. Em tặng một món quà này nha. Rồi mẫu này 1m6 này khoảng chừng 50 cân đổ về comment mà cam cho em. 50 cân đổ về comment mà cam nha. Mà cam giúp em. Sao vậy anh? Sao vậy? Em phải tạo lụa cho em ở ngoài nhịn múa đi. 50 cân đổ về mà cam này. Mà cam giúp em nha. Em kêu em bỏ vào trong cái giá thì tao không có ghi méo đâu. À mà cam chưa đọc giá. Mà cam giá 70k. Mà cam giá 70k nha. Chị nó lấy cam comment cam cho em giá 70k. Hôm nay em sale cực rẻ luôn mấy chị ơi. Tại vì hôm nay xả kho luôn. Cam 70k cho Dinh nè. Hôm nay em xả kho luôn. Cho nên mấy chị xe like nhiệt tình giúp em nha. Đó xe like để mua đồ giá sale mấy chị. Hôm nay điều kiện đơn giản lắm. Chị cần xe live stream là được nha mấy chị. 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em là ok rồi. Rồi chị nào lấy mẫu này. Đây mẫu này cũng 70k luôn. Comment mã cho em mã vàng. Cái hồi này là cái cam. Còn cái này cái vàng nha. Cái vàng này tầm mét 6 khoảng 50 cân đổ về này. 50 cân đổ về mét 6 nha. Còn mét 55 khoảng 46 cân. Còn mét mã vàng cho em. Mã vàng 70k. Mã vàng 70k nha mấy chị nha. Chốt vàng 70k cho em. Rồi em đầm này nha mấy chị. Em đầm này 99k luôn. Em đầm 99k sale lộ vốn nha. Em đầm này có múc ngực mấy chị khỏi cần mặc ấu ngực mấy chị ha, múc ngực này dày luôn. Mình khỏi cần phải mặc ấu ngực luôn nha mấy chị nha. Rồi đằng sau lưng là có cục eo như vậy nha mấy chị. Đằng sau lưng có cục eo. Hoa vàng 65k đúng không em? Dạ, 70k. Hoa vàng 70k cho chị Nguyễn Ngọc Thương nè. Nguyễn Ngọc Thương hôm nay chốt mã nào chắc mà đấy cho anh nha. Em chốt mà cuối la mà hủy đơn nào nước qua nữa là sao anh không chốt được em nha. Rồi không cái này nha. Cá. Mấy hai liền rồi. Mẫu nhớ này... em nha. Mẫu này ở phía dưới có đuôi cá luôn mấy chị ha. Rồi chị nói màu này 99k comment mà 99 cho em. Mà 99 giúp em nha, mà 99. Em bo thun 1m6 này khoảng chừng 58 cân đổ về cũng ok luôn, rất là dày ha. Dày von dày mà đẹp lắm, có đuôi cá luôn, dài cổ gối. Màu này có múc ngực và có cột ở đằng sau lưng luôn nha, có dây cột sau lưng. Rồi chị nào lấy chút liền cho em mà còn nó mà 99, chỉ có 99k thôi đang sale mấy chị. Mà 99k nè, mà 99k nha mấy chơi. 130 99k nha. 130 99k. Chị nào lấy chút liền cho em nha, 130 99k. Rồi mẫu này. Mẫu này nhắm chị ơi, chị đâu mẫu này chút mà nâu cho em 95k. Mà nâu 95k cho em. Mà nâu 95k cho em. Chị nào coi live stream em quen rồi sẽ biết nha. Đó hàng nào em sale mấy chị biết liền nè. Em bán toàn 130, 120 thì hàng kim mà 99 cho Dung Nguyên Nguyên nè. Nhập vô giá đã rất là cao rồi. Cho nên hôm nay em sale giá rẻ cho mấy chị luôn. Mẫu này sale 95k hàng Hồng Kông nha. Sale 95k. Chị nào lấy mẫu này có hai màu là nâu với hồng. Hai màu nâu và hồng nha, 95k. Comment nâu và hồng cho em nha, mà nâu và hồng cho em 95k. Comment mà nâu hoặc mà hồng giúp em mấy chị ơi, xe like bàn tay đi mấy chị. Xe like bàn tay giúp em nha. Xe like bàn tay giúp em ha. Rồi nâu
Nâu em chốt cho Hiền Vinh, nâu chốt Hiền Vinh nha. Còn Hùng chị nào lấy Hùng comment Hùng lên luôn nha, chị comment mà Hùng lên cho em luôn, mà Hùng nha, chúc mà Hùng giúp em nâu cho chị Hiền Vinh là hết nâu này, còn Hùng này chị nào lấy Hùng comment Hùng cho em này, chị 15 đúng không? Dạ dạ, chị 5k mà Hùng. Rồi tiếp con em rồi nha. Rồi em nè, chị thương lắm nè, tầm Hồng Kông luôn, hàng Hồng Kông luôn nha mấy chị nha. Đây mẫu này mấy chị có thể rút eo như thế này nha mấy chị, có thể rút eo như thế này nha. Ở dưới là phủ ren nha mấy chị, ở dưới phủ ren như vậy rất là xinh luôn. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này 90k luôn ha mấy chị. Mẫu này 90k đầm Hồng Kông nha, 90k luôn, form to á. Form này tầm 1m6 thì khoảng 60 cân đủ vừa luôn. Nói chung là free size từ 48 cân đổ lên và 60 cân đổ về nha. Comment cho em, có phủ ren ở dưới nè. Comment cho em mà 22, 90k. Mà 22, 90k cho em. Mà 22, 90k cho em nha. Hồng cho chị Hồng cho chị Nga Trần này. Hồng cho Nga Trần 2685 này, chị Nga Trần cho em xin thêm địa chỉ nha. Hình như phải chị Nga Trần này đi chung với cả chị cái chị gì ta, chị Lê Huyền Mai Thi không nhỉ? Chị Nga Trần có đi với Lê Huyền Mai Thi không? Hay ai ta không nhớ. Rồi em này 50k chị nha, 50k chị nào lấy chút mà 50 giúp em. 50k chút mà 50 nha. Mấy chị xe like bàn tay mấy chị ơi, chết mẹ. Ủa. Cầm xe like chim giúp em nha, em có đủ lượt chia sẻ chưa? À đủ lượt chia sẻ rồi em tặng quà nha. Đủ lượt chia sẻ rồi em tặng quà cho mấy chị này. Đủ lượt chia sẻ rồi tặng quà nha. Em này em của nó 76 mấy chị ơi, em 76, 1m6. 1m6 khoảng 55 cân đổ về, em 76 50k. Comment mà 50 giúp em, em 76 đổ về nha. Em 76 50k. Comment mà cho em. Mã 50 đúng không? Đây là mã 50 này. 50 cho Hân Hân này. Chế Nga Trần không? Không phải, ok vậy chế Nga Trần cho em xin thêm địa chỉ nha. Chế Nga Trần cho em xin thêm địa chỉ nha. Chế ơi, chế Nga Trần chốt được mã Hồng nha, 95k nha. Nga Trần chốt được mã Hồng 95k. Rồi tặng nha mấy chú yêu ơi. Mã này 50k đủ, đúng không? Đủ lượt chia sẻ rồi em tặng nha. 50k cho Hân Hân đuôi 5393 này. Hân Hân cho anh xin thêm địa chỉ luôn em nha. Cái màu này em của nó bo thun, mặt cực kỳ sang và đẹp nha. Mặt sang và đẹp lắm. Rồi comment cho em mà tặng đỏ kèm số điện thoại mấy chị nha. Comment mà tặng đỏ kèm số điện thoại cho em, tặng cho người comment lên thứ 6 nha. Comment mà tặng đỏ kèm số điện thoại cho em này, tặng này. Đó, em làm theo đúng như lời hứa nha mấy chị. Đó, trên 300 lượt chia sẻ rồi em tặng đỏ nha. Comment tặng đỏ cho em. Ok, chị Nga Trần với địa chỉ này, cảm ơn chị nha. Mấy chị ơi đừng có chia sẻ trang cá nhân hoài, chia sẻ hội nhóm này cho em nha. Chia sẻ maximum khoảng 3 lần trang cá nhân thôi. Đừng chia sẻ trang cá nhân nhiều mà chia sẻ hội tặng nhóm đỏ, cho em này nha. Tặng đỏ cho người comment thứ 6. Người comment thứ 6. Vậy em mặc hết rồi chị Yumi Thảo ơi. Chị Ngọc Nga Nguyên 1, Sen Bông 2, Hân Hân 3, 66 là ai? Hòa Bú. Cho kia 5. Chế Hiền. Chế Hiền á? Ủa chế Hiền hôm qua mới được tặng quà, hôm nay tặng biết hả? Phải không? Rồi tặng cho chế Hiền nha, đúng không? Bà Hiền, bà Hiền hôm qua mới được nhận quà đúng không? Rồi. Tặng đỏ cho chế Hiền này. Chế Hiền số điện thoại đuôi là 1158 này. Không. Số ai mà đỏ là đỏ miết luôn á. Rồi mấy chị ơi xe like tiếp tục lên cho em nha, lên 400 xe mấy chị. Ông Vũ có địa chỉ rồi, cảm ơn em nha. Lên 400 chia sẻ tặng tiếp. Chế Hân Hân vừa chốt được một mã 50 bên em á, xem xin thêm địa chỉ nha. Lên 400 chia sẻ em tặng tiếp nha. Caro giúp em mấy chị ơi, Caro 65k, chị nói Caro comment mà Caro cho em. Caro formon 65k. Tầm 1m55 thì khoảng 1m55 chắc khoảng 50 cân đó mấy chị. Yêu em này 74 ha, 1m55 khoảng 50 cân nha. 1m55 khoảng 50 cân. Rồi em 74, chị nào vừa comment mà Caro cho em. Mà Caro giúp em nha. Mà Caro comment Caro giúp em. Caro này dành cho chế nó thấp thấp thôi, tầm 1m56 độ về ha. Caro cho em, Caro 65k. Caro, má Caro 65k nè mấy chị ơi. Caro 65k giúp em. Caro 65k cho Nguyễn Ngọc Thương này. Caro cho Nguyễn Ngọc Thương. Hôm nay em xả toàn là xả mấy cái đơn không bắt máy á, mấy chị là nhiều ha. Đơn không bắt máy là nhiều, nói chung mấy chị đặt nhiều lắm. Nhưng mà đa số thì mấy chị đa phần là nhiều người không bắt máy cho nên em không có gửi hàng đi được á. Hôm nay em phải xả đơn ra mà xả lụ không à. Cho nên mấy chị nhanh tay chụp nha mấy chị ơi. Tại vì lâu lâu mới có một đợt thôi, gom nhiều đợt á, gom nhiều lần em xả luôn một lần á. Đây,
Rồi, chị đơn mẫu này rất là dễ thương luôn nha mấy chị. Đó, 69k, 69k luôn, rất là đẹp nha. Mẫu này tầm size CM, 40 cân đổ lên và 50 cân đổ về 1m6. 1m6 50 cân đổ về, 40 cân đổ lên 1m5, comment cho em mà của nó mà 69. 69k cho em luôn. Một cái đầm siêu chất mà giá chỉ có 69k ha mấy chị, con lụa nha. Ok nè, Hân có địa chỉ này cáo anh em nha. 69k mà 69 cho em. 69k mà 69. Comment nhanh tay mấy chị nha. 69 cho cho kê nút du nè. 69 cho cho kê nút du. 69 cho kê nút du luôn ha. Rồi, một em đầm lụa rất là xinh xắn nha mấy chị ơi, giá 70k. Chị nào lấy chút mà 70 cho em, mà 70k giúp em nha, một cái đầm lụa. Hoa nắng hôm nay comment bị sâu sâu rồi ta. Chị Hoa nắng ráng comment lên nhanh chút xíu nữa nha. Là cái này mặc sang chảnh lắm chị, đi chơi nè. Đó. Đi chơi rồi giờ cuối tuần cà phê cà pháo gì đó, hoặc là mình mặc chế nào mà kiểu như ngủ mà cái kiểu ngủ sang chảnh á, hoặc cái này làm đầm ngủ luôn, sang chảnh cực kỳ ha, chỉ có dùng một từ sang chảnh thôi. Rồi comment liền cho em nha mấy chị. 65k thấy Trần Lê Diễm Quỳnh nha, mã gì? Mã đen. Mã đen 65k này. Mã đen 65k giúp em, comment mã đen. Ok đen. Hiền nha, thôi Hiền hôm nay đã nhận được hàng mua điện rồi này. Mã đen đen cho Du Minh Nguyễn nè. Đen cho Du Minh Nguyễn. Rồi chế nào lấy đen nào không, comment đen cho em. Em ở quận 12 Sài Gòn nha. Mã đen cho em luôn mấy chị. Sài Gòn mấy chị nha, Sài Gòn nha. Rồi Babydoll, Babydoll 65k. Chị nào lấy Babydoll chốt mà Babydoll cho em. Babydoll hoa bầu bí bông kem vô tư nha, rất là đẹp. Cái này bầu bí mà sắp để mặc cũng được luôn nha mấy chị. Bầu bí sắp để là mang ok luôn ha. Rồi comment liền cho em mà có nó mặc số 4 giúp chị, Babydoll mà 4. Comment mà 4 cho em. Cái này là hàng, cái này là hàng lụa luôn á mấy chị. Đúng phải lụa luôn ha, đẹp cực kỳ. Comment mà 4 cho em 65k, mà 4 65k giúp em. Thấy chế Nguyệt Phạm nha. Thấy chế Nguyệt Phạm nha, thấy Ngọc Mai này. Hôm nay mới nghe ngủ sang chảnh. Trời, ngủ cũng phải ngủ sang chảnh đủ các kiểu chứ bé. Ngủ sang chảnh luôn, dễ thương lắm. Mã gì đây? Mã Hoa đúng không? Mã Hoa, chúc Mã Hoa cho em. Mã Hoa 65k mới chứ, Mã Hoa 65k nha. Chúc Hoa giúp em. Rồi mẫu này nhóm chị đầm quay giúp chị ha. Đầm này đầm quay dài con gối nha chị, cực kỳ dễ thương. Quay đầm gì? Cái mà mặc một dây vô á. Nè, tà chiếu. Thấy Hoàng Hảo nha. Thấy Lạc Lối, thấy Mỹ Hương, Thủy Thủy, Như Nguyên, Nguyệt Phạm, Ngọc Mai, cả thấy hết nha. Thấy anh Trần luôn nha. Thấy tất cả mấy chế luôn nha. Rồi cái đầm này mặc vô, sau đó mấy chị cột dây lại mấy chị ha. Cột dây để cột. Cổ chiếu như vậy nha, cổ chiếu như thế này rất là dễ thương ha. Rồi mẫu này, 70k. Chị nào lấy 70k comment liền cho em mặc qua gối nha. Mét 6, mẫu này mét 6 khoảng 58 cân đổ về nha. Mét 6, 58 cân đổ về. Rồi comment liền cho em mặc số 6 đi. Mặc số 6, 70k. Mặc 6, 70k cho em vải đẹp lắm mấy chị. Bao chất bao vải cho mấy chị luôn. Em bao chất bao vải. Thấy Liên Phạm nha. Thấy Liên Phạm, thấy Kiều Nguyễn, thấy Lily Huỳnh là thấy tất tần tật này. Mặc 6 cho em, chúc mặc 6. Mặc 6 bao nhiêu? Mặc 6 65 70k, mà số 670k này. Số 670k cho chị Nguyễn Nhung à. 670k cho Nguyễn Nhung. Rồi em này có mút ngực luôn nha mấy chị, có mút ngực. Có mút ngực luôn rất là xinh nha, bên trong có quần luôn nha mấy chị, không sợ ngắn ha. Mẫu này mặc dễ thương lắm. Eo hơi nhỏ một chút nha. Rồi. Em đo eo được nha mấy chị. Mẫu này eo 74. Eo 74 1m6 khoảng 52 cân đến 50 cân nha mấy chị nhé. Rồi comment liền cho em cái này không cần phải mẫu ngực, mút ngực dày lắm. Comment cho em mã số 1, mã số 1 nha mấy chị ơi, mã số 1 70k. Comment mã 1 cho em, mã 1 nhé. Mã 1 70k. Có sơ mi không em? Dạ chị ơi, hôm nay em không biết, không có sơ mi chị ơi. Rồi comment mã 1 cho em nha, mã 1. Sao vậy? Chốt mã 1 giúp em. Không có hình đại diện đâu, có nghĩa là sách cũ đâu. Rồi mã 1 cho em nè. Mã số 1 cho Du Mi Nguyễn nè. 1 cho Du Mi. Mã số 1 cho Nguyễn Ngọc Thương nè. Nguyễn Ngọc Thương. Rồi tiếp nha. Rồi cái đôi chị Mai Trang, chị Mai Trang lên rồi hả? Hôm nay em xem sạc kho giá rẻ lắm nè Mai Trang ơi, tranh thủ vô chốt hàng nha chị nha. Rồi một đây? Em dùng sang trận. Dạ 70k. Rồi một em dung sang chảnh luôn.
Ok Nguyễn Văn Bằng. Chị ai biết, ai biết không? Chị Hằng Hà Nội đi chưa? Chưa. Chị Hằng Hà Nội chưa, hai chị chưa đi luôn hả? Đâu, chị lừa được hai cái mà chị bỏ một cái đen rồi. À vậy hả? Còn không đấy chị không có chốt được cái đầm này đang mặc đâu nha. Rồi đây là một cái dung nha mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Màu này tầm size M đổ về mét 6 khoảng 52 cân. Mét 6 52 cân mấy chị. Mét 6 52 cân, 1 mét 55 thì khoảng 46 cân. Comment màu vàng cho em. Đây là một em dung sang chảnh mấy chị. Em dung sang chảnh giá 101 mấy chị nha, giá 101. Chị nào lấy dung comment màu vàng cho em. Dung mã vàng 101. Dung mã vàng. Vàng cho em. Dung mã vàng là 101 nè. Mẹ em sale á, em sale bạc, em sale thấp dưới vốn á. Còn cái đó bán phải là 140 mấy chị ha. Em đã đi tiệc được. Em dung đó mình đi tiệc được nha mấy chị, có mút mực luôn. Dung vàng. Dung vàng cho chị. Dung vàng cho Oanh Oanh Trần này. Oanh Oanh Trần, chị không chọn cái đen chú Giang nha. Ok chị nha. Tại hôm nay cái đen đẹp lắm. Con may quá hôm sau chị bỏ cái có người lấy luôn. Em 72. Cái đen chị cũng lấy tiếc lắm nha. Rồi em 72 body mấy chị. Dung vàng cho Oanh Oanh Trần rồi nha, 101 nè. Dung vàng cho Oanh Oanh Trần nha, rồi cái đầm đỏ form body nha mấy chị. Rồi em này giá của nó là 85k, chị nào lấy comment cho em mà body. Body có mút ngực 85k. Comment body giúp em ha, mà body. Body 85k, comment mà body giúp em. Body của yếu mút ngực. Eo 74 1m6 khoảng 52 cân đổ về nha. Còn 1m55 46 cân. Comment trời ơi, cái kim sa nó đẹp quá, cái lá đẹp quá ha. Bao nhiêu? Rồi comment body cho em, body 85k. Mã body 85k. Body 85k. Thế nào mà khách mới có ừ đúng rồi, như Chế Hiền nhắc ấy nha. Như Chế Hiền thấy nhắc cho em với nha. Thế nào khách mới comment mã số kèm số điện thoại để em thấy thì em dễ chốt nha. Còn không có em chưa chốt được thì đừng buồn nha. Rồi, tiếp nha mấy chị ơi, cái đầm nhung nha mấy chị, một cái đầm nhung xinh xắn đáng yêu, 65k. Chị nào lấy đầm nhung sale mấy chị 95k sale 65k. Chế Mi Fan đi chung với Chế Hiền hay sao? Phải ok cho em để em biết nha, em chốt cho dễ nè. Mi Fan có đi chung với Hiền không? Đi chung với Hiền ok để mà chốt cho nhanh, khỏi còn cho số điện thoại. Rồi, comment lên cho em mã nhung 65k. Mã nhung 65k giúp em, 1m6 này 52 cân. Comment mã nhung nha. Phương Hương ơi, mã nhung. Nhung 65k nè. Nhung 65k, comment mã nhung cho em. Mã nhung giúp em nha. Trời ơi, cái đầm này đẹp. Chế nào khách mới comment mã số kèm số điện thoại cho em nha. Đầm tiểu thư mấy chị, đầm tiểu thư có xị tà luôn. Sang chảnh. Sang chảnh cực kỳ. 65k đầm nhung. Nhã Lý Ali, Nhã Kỳ Ali chưa có số điện thoại, địa chỉ chưa chốt được nha. Ừ, anh Trần chưa có đơn rồi, anh biết rồi. Rồi, chị đơn mẫu này. Mẫu này 85k. Chế Phương Phương chưa có số điện thoại, địa chỉ chưa chốt được. Nhã Kỳ Ali cũng vậy. 85k, 1m6, 55, 54 cân đổ về và 40 cân đổ lên mấy chị ha. Nhung 65k này. Mã số 11. Mã 11 cho em 85k, comment mã 11 nha. Mã 11 85k giúp em, mã 11. Mã 11 cực đẹp. Được chưa? Okay. Ok này. Thấy cái mã là nhung nhá. Nhung 65k em chốt cho Nhã Kỳ Á Lý này. Số điện thoại 1965 đuôi này. Cho em xin địa chỉ luôn nha chế ơi. Nhà Kỳ Gia Lý cho xin địa chỉ nha. Chị Nhà Kỳ Gia Lý nghe tên dễ thương quá. Rồi tiếp nha mấy chị yêu. Sao mai gọi tiếp theo. Mã 11 cho bà Dung okay, đi. Ok quận 9 này, cảm ơn chế này. Mã 11 cho anh ở đây. Mấy chị ơi, chị Phan Tuyền ơi. Mã 11 ý. Cái đầm mã 11 nha Phan Tuyền, cho em xin thời địa chỉ với Phan Tuyền. Phan Tuyền khách mời đúng không? Cho em số điện thoại nha, mã 11 cho chị Lưu Thi Thi đi. Trời tên đẹp quá à, Lưu Thi Thi. Như diễn viên Trung Quốc vậy đó. Diễn viên Hồng Kông, nhưng nghe cho nó lịch sự. Dễ thương, đẹp, em thích. Rồi, cho Lưu Thi Thi nha. Lưu Thi Thi số điện thoại là 5950. Lưu Thi Thi, mã 11. Chốt cho Lưu Thi Thi 85k cho em. Rồi, okay. Cái đầm này nha mấy chị, cái đầm như lông mà sao. Mã 11 cho Lưu Thi Thi nè. Lưu Thi Thi cho anh thêm địa chỉ em nha. Đầm này ấm nha mấy chị ơi, mặc ấm cực kỳ nha, ấm lắm, ấm lắm. Đây, ấm cực kỳ nha mấy chị. Đây, nó có bên bị bông bên trong á mấy chị. Cái ren nhưng mà ren bị bông nha. Cái này đúng hàng Quảng Châu luôn á, bên ngoài, bên nó đến mùa này lạnh đó mấy chị. Mặc cái này ấm lắm nha. Rồi, 69k, comment mà trắng cho em. Mà trắng 69k. Mà trắng 69k cho em, hôm nay sale bánh nóc luôn mấy chị ơi. Chỉ cần sale livestream thôi là mình được mua giá sale nha.
Em này em của nó là 78, 16, 58 cân đổ về mấy chị nha, 16, 58 cân đổ về. Chị ơi, lý có địa chỉ chưa thành đầy đủ này, cảm ơn chế nha. Rồi, làm đây cho em mặt trắng. Thêm địa chỉ luôn nha, mặt trắng hả? Mặt trắng 65, 69k. Má trắng 69k cho Uyên Nguyên nuôi 222 này vì cần. Cảm ơn cho Ken Úc Du nha, cho Ken ơi, còn nhiều kem mà cho Ken lấy loại khác không? Lấy thêm son nè, rồi lấy thêm bà lấy phơi với body rồi hả? Và lấy thêm son chống nắng nè, rồi serum nè, nhiều lắm. Ủng hộ nhà chế đến suốt đời luôn. Rồi, mà trắng em chốt mà trắng nha, trắng cho ai vậy anh? Trắng cho Uyên Nguyên, số điện thoại vui 222. Uyên Nguyên. Kem mặt bao nhiêu chị? Kem mặt 295 phơi đêm, còn phơi ngày 285 nhé. Kem mặt đêm 295, kem mặt ngày là 285 nha. Xài hiệu quả, khách em xài nhiều rồi mấy chị yên tâm ha. Em không cần phải quảng cáo nhiều. Mấy chế xài rồi mấy chế tự quảng cáo cho nhau thôi. Tại vì nó hiệu quả ha. Rồi màu này. Em này sexy nha mấy chị, sexy lovely. Dành cho chế nào mà thích tông body sexy một chút nha. Đây, hàng mới cái hàng si. Nhà em đặc biệt không bán hàng si nha. Nhà em không chơi hàng si, nhà toàn bộ là hàng mới hết nha. Mấy chị ơi, hôm nay em sale á, sale xả kho mới có giá rẻ vậy đó mấy chị. Chứ bình thường không có giá rẻ nè, cái này là em gom nhiều lô lại á, còn rất là ít á. Em sale giá rẻ á, chỉ có một ngày hôm nay thôi, một đêm hôm nay duy nhất thôi. Chứ không phải là ngày nào em cũng bán giá này, cho nên không phải hàng si đâu nhé. Rồi em này eo 72, mấy chị ha, coi dạng tới eo 72. Eo coi dạng tới 72 nha, chị nó thích cầm em mà đỏ cho em mà đỏ. Anh mà đỏ 75k. Ok đỏ nha. 75K. Chế hoàn hảo lấy một phây đêm này. Khi là chủ quản đi hàng ok nhá, hoàn hảo nha. Rồi mà đỏ 75k giúp em, cầm em mà đỏ nha. Mà đỏ 75k này chế lưu thi thi. Số điện thoại đuôi 5950 cho em thêm địa chỉ để chốt mã 11 nhá. Sau 2 phút chưa có địa chỉ là em chốt cho chế sau nha. Đúng rồi, Lưu Thi Thi cái tên em yêu thích. Hãy cho em địa chỉ nào. Để em biết chế ở đâu. Để em biết chế ở đâu nè. Để em gửi tình yêu em qua nhé. Đỏ, đỏ cho hột mít nè, bao tiền đây. Rồi mà đỏ giá 75k. Mà đỏ 75k cho hột mít. Yêu 72 mấy chị ơi, yêu 72 cầm em mặt tím cho em. Lên không biết giá. Cái lên cái nào em đọc giá cái đấy nha chị Phát Mộc ơi. Mặt tím. Mà tím yêu 72, 1m6, khoảng 50 cân đổ về. Chị nào lấy tím comment tím cho em. Tím 75k, có mút ngực luôn nha mấy chị. Hàng có mút ngực nha, hàng này mấy chị mặc đi dự tiệc được rất là đẹp nha, cụ độ. Comment mà tím cho em, cụ này cụ độ nha, mà tím. Mà tím 75k. Chị Bách Mộc tranh thủ chốt hàng, Bách Mộc hôm nay em sale á Bách Mộc. Hôm nay gom nhiều lô lại mà còn dư ít á. Sale một lần luôn ha, sale banh nắp luôn, sale xả kho. Rồi 75k. 75k. Comment mà tím cho em. Mà tím nha. Hàng ở hang chứ. À không phải đâu, không phải ở hang đâu chị ơi, nó sexy. Nó sexy nhất sao lại gọi là ở hang nhỉ? Ở trong Nam em nó gọi là sexy. Nó sexy. Trong Nam em mặc đồ sexy dễ thương. Rồi, chị nào ơn cái áo này comment cho em mà áo, mà áo 40k, comment mà áo cho em nha, áo 40k. Chị nào lấy áo comment mà áo 54 cân đổ về. Comment mà áo cho em 40k. Chị Nguyệt Phạm cứ comment mãi là em chốt thôi. Rồi áo 40k cho em. Không, có qua đống rộng không? Đã biết đấy, em nhiều thứ lắm. Chắc đây. Có đó Ngọc Hồng ơi. Rồi áo 40k cho em đi. Rồi chân váy này là chân váy size S. Chân váy size S mấy chị ơi, chân váy nhung. Chân váy khung nhung mấy chị nha, dạng nhung quá đẹp lắm. Rồi chân váy size S, chị nào vừa size S. Size S này giao tầm 66 độ về ha. Giá của nó là 40k luôn, comment mà chân váy cho em. Áo 40k. Chân váy 40k. Áo 40k cho Bình Lê này, đuôi 7504 nè. Chân váy 40k luôn nha mấy chị. Chân váy 40k luôn, comment mặc chân váy cho em. Chân váy size nha, chân váy size. Mã là chân váy kìa. Chân váy là size S nha. Chân váy size S 40k này. Chân đúng váy ơi. Cho Du Mi Nguyễn nè. Tâm vậy. Tâm chưa có số điện thoại địa chỉ, chưa chốt hàng được em nhá. Wow. Vài này đẹp giả mang luôn mấy chị ơi. Vài này đẹp kinh khủng luôn thật sự. Chế nào khách nha. Mới comment mã số để lại cho em số điện thoại luôn nha. Chị nào nhận màu này về rồi cho em biết bắt đi. Màu này thực sự đẹp lắm luôn á. Chân có váy size S, chân váy size S cho sen bông lê nè. Chân váy size S cho sen bông lê luôn. Em hỏi quần jean chưa còn không, còn quá trời quá đất luôn. Cái gì còn? Rồi. Quần jean. Còn chưa bán không coi.
À, con, em vào con nha, tí em mới lên. Chân váy xếp ly 40k cho sen bông lê nha. Chế tâm để liền xếp điện thoại trễ quá này. Eo 80 mấy chị ơi, mét 6, 58 cân đổ V. 0909190515, cái quay quen ta. Mét 6, 58 cân đổ V nha. Chị nó lấy chốt liền cho em mà của nó là mà. Chốt cho em mà của nó là mà đen mấy chị nha, mà đen. Mà đen 120 mấy chị ơi, em sale cho mấy chị giá 80k. 80k nha, 80k. Không. Em body đêm không. Không lót, sức có trắng không em là sao ta? Không hiểu. Hương Lily ơi, không lót là không gì chị? Em gài đầu luôn. Rồi. Nhìn chung, màu hồng em hết rồi chị ơi. Đen 80k. Đen 80k cho chế Văn Trần 521. Đen 80k cho Văn Trần. Rồi tiếp. Đây, em này giá nhập không là đã là... Đây, thôi không báo giá nhập luôn, mất công báo mới chế hết hồn ha, tại giá nhập cao. Rồi comment cho em nhóm chị sale 80k luôn, comment cho em mà đen 2. Đen 2 cho em, đen 2 là tầm 1m57 độ về, 1m56 độ về, được khoảng 46 cân nha. Ở đâu 47 cân, 1m56 độ về là 47, 47 cân độ về. Không nhập. Không lột là không chảy tế bào chết hay sao? À, có bị bong chóc da không đúng không? Ở trong Nam em gọi là bong chóc da đúng không? Không chị ơi, nó không có bong chóc da à, nha chị. Bà Lục thì vừa thấy cái đầm ra là chạy lên. Là sao? Em tưởng chưa có địa chỉ, vừa thấy là à cái vừa thấy ra cái địa chỉ này lên luôn. Rồi, comment đi mà đen 2 đúng chị, đen 280k. Đen 280k cho chị Thắm Nguyễn nuôi 338 nha. Đen 280k cho Thắm Nguyễn nè. Ok này, Lưu Thi Thi có địa chỉ rồi này, cảm ơn em nha. Đen 2 cho Thắm Nguyễn nha. 80k. Thắm Nguyễn 338. Thắm Nguyễn 338 em tự ghi đi, em ghi 80k này. Không có bị lột mấy chị nha. Nó là thay đổi, nó làm tan cái sắc tố melanin ở dưới da, cho nên da mấy chị đều màu và trắng sáng lên, chứ nó không bị lột nha. Tâm chưa được chân váy em nhé. Bên anh là khách mới là comment mã số kèm số điện thoại một dòng thì em mới chốt được nha. Còn để số điện thoại sau là chưa chốt được em nha. Chị nói lấy cái quần thể thao này comment cho em mã đỏ đi. Cái quần đỏ này 40k nhóm chị nhắm mặt đà lắm. Cái vải này mấy chị mặc xuống lắm nha, xuống rơn luôn. 1m6 khoảng 54 cân đổ về, 1m55 khoảng 46-47 cân nha. Comment mã đỏ cho em 40k. Rồi em biết rồi, mấy lần là cho em ghi tên thầy giá thầy ra không tự ghi cho em ghi tên em không ghi lại nữa. Nên là thầy ra nên không có tên thôi, đúng rồi. Hà vậy hả? Đúng rồi. Đánh đời. Rồi em không ghi nhưng kêu người ta ghi giá, ta ghi giá cho đồ gì. Rồi em này 50k mấy chị ơi, mà trắng cho em 50k. Trắng 50k giúp em nha, comment màu trắng cho em. Trắng 50k, mấy 6, 55 cân, 54 cân đổ về. À, ý hỏi là mình không lột ra sức có trắng không, lấy ta không tẩy tế bào chết à, đi. À, không tẩy tế bào chết hả? Đúng dạ, rồi. Chị ơi em tặng kèm tẩy tế bào chết cho chị yên tâm, chị cứ xài tẩy tế bào chết cho em. À, bên khoa học về viện nghiên cứu chăm sóc da nha chị. Chị nghe ghê gớm không? Là được. Người ta khuyên là một tuần chị nên tẩy tế bào chết 2 lần nha. Thôi, được rồi. Đỏ 40k cho chị Nguyệt Phạm này. Rồi, trắng 50k. Khuyên lên tẩy tế bào chết da một tuần hai lần chị ơi. À, chị mua kem body em tặng kèm tẩy bào chết da nhé. Gì đây? Ủa chưa lên mà thấy chưa? Trắng 50k đó anh. Cái đó cái trắng 50k. Trắng 50k nè, má trắng, má 50 hay là má trắng? Chị, ai biết mà trắng 50 đó. Bà Nguyễn Ngọc Thương có lấy em ok giùm em. Mà nó là trắng 50 luôn. Trắng 50k nha. Rồi em đầm công chúa nha mấy chị. Đầm công chúa mít ngực, cúc ngực. Má trắng hả? Dạ mà trắng 50. Do em bình luộc tút ở trên. Ồ hình như bị ẩn rồi ấy chứ. Bị ẩn hay sao á? Không thấy, em không thấy. Công chúa hả mấy chị? Ma trắng 50k này. Ma trắng 50k cho chế Nga Trần nhá. Cái này 1m55 đổ về hả mấy chị ơi. Tại vì nó có quần trong á, chị nào cao quá mặt sẽ bị đụng ha. Cho nên chị nào 1m55 đổ về là ok nhá. 1m55 đổ về. Trời. Rồi, mẫu này 70k. Bà ok lâu quá, trắng 50k cho Nga Trần mất tiêu rồi. Trắng 50k cho Nga Trần mất tiêu rồi, ok luôn quá. Rồi, màu okay này 72 mấy chị ơi, 72 đổ về nha, 72 đổ về. Nguyễn Ngọc Thương chốt mã sau giúp anh nha. Trắng chốt cho Nga Trần, số điện thoại với 685 rồi này. Mấy 55, 46 cân, 47 cân nhá. Chị đã lấy comment liền cho em mã hồng đi. Mã hồng cho em, mã hồng nhóm chị. Đầm công chúa, Nguyễn Ngọc Thương lấy đầm công chúa luôn ha. Mã hồng. Mã hồng bao tiền? Hình như 75k sao? Phải không Thương, 75 đúng không Thương? Sale mà tại vì giá sale nhiều lúc không có nhớ được.
mình sale theo cảm hứng đó mấy chị. Nhiều lúc sale lộn bên sát và nhiều lúc mình không có nhớ, nhớ giá gốc thôi. Rồi. Chị Hồng, Hồng rồi đúng không? Hồng, Hồng. Biết chứ, phải lấy Hồng không biết. Bà Nguyễn Ngọc Thương có phải lấy Hồng không? Không biết. Rồi mở này ha. 70 à, ở rồi 70 luôn, chơi 70 luôn, sale banh nóc. 70 cùng chơi. Rồi 70 cho bà Nguyễn Ngọc Thương. Không biết, chưa có chốt. Đúng rồi, anh chốt cho em. Không. Vậy comment cái gì? Đúng, Hồng đúng không? Comment đúng mà Hồng. Má Hồng thì anh mới chốt. Comment đúng mà Hồng Thương ơi. Chứ không biết cho về ừ. Và em không có, em đâu có comment Hồng đến đâu mà anh chốt thì rồi, chết này, em nữa. Chị đơn mẫu này giá 69k. Nguyễn Ngọc Thương với má Hồng, comment má Hồng cho anh nha, 70k này. 69k comment mã đen cho em. Mã đen 69k 1.6 khoảng 54 cân đổ về. Comment mã đen cho em. Mã đen. Mã đen 69k. Mã đen 69k. Đó, mã đen. Phải thấy cái mã hồng này là không chạy đồ đấy ta. Hồng cho Nguyễn Ngọc Thương nha. Phải thấy vậy mới chịu á. Rồi mã đen cho em, mã đen mấy chị ơi. Mã đen nha. Mã đen, mã đen. Rồi mã đen cho em nha, mã đen, comment mã đen cho em. Đen cho Yumi Nguyễn nè. Đen cho Yumi. Cái nào lấy đen nữa mà. Có cái zombie nào không Thảo? Có zombie vàng mà nó bị 69k phải không? Nó bị hơi lửa lưỡi rồi nên em không bán. Từ từ để tí em coi còn cái bi nào em đưa lên nha. Em không bán. Trời ơi cái này đẹp chưa? Màu này mấy chị mặc đi du lịch. Xong rồi mấy chị đổi thấy cái nón á. Cái nón mà tròn tròn vành vành nó dễ dễ thương á. Mấy chị đi du lịch đẹp lắm nha. Chọn bộ body ngày và đêm là bao nhiêu em? Dạ. Bộ body ngày và đêm là 570 nha chị ơi. 570k được tặng kèm 2 gói tẩy tế bào chết chị nha. Đen cho chị Trần Thu Hà nữa nè. Rồi chị nào lấy cái đầm này, đầm này đầm Quảng Châu mấy chị. Hà này hàng Quảng Châu chứ đi. Cái đầm này mà bán lẻ ra mà xỉ lẻ riêng, xỉ lẻ là giá là trên 100 ngàn mấy chị nha. Còn bán là 170 nha mấy chị. Đó, đây là hàng Quảng Châu là bán như vậy. Bao nhiêu? Sale luôn mấy chị, giá của nó 75k. Comment cho em mà 75. Mà 75, 75k. Mã 75, 75k. Thì Trần Thu Hà có mã đen 69k rồi nha chị ơi. Nỉ bông nha mấy chị, trời ơi nỉ đẹp quá, size M. Nỉ bông size M comment mà 35 cho em, 35 có, 70k. Mà 35 70k cho em nỉ bông nhá. Cực kỳ đẹp và ấm. Có chung ấm giày, mang luôn. Có chung giày. Trai của chị Thông Thảo. Thế nào vậy? Không. Bách mộc 50 mấy, 57, 57, 58 cái gì đấy đúng không? Cái đen này là có được không hay vậy? Cái đen này là Khoát được. Chị thích làm kiểu gì thì chị làm. Chị Trinh Lý mã 75 này. 70k comment mà 70 cho em, mà 35 cho em, mà 35. Mà 35 70k. Áo nỉ nha mấy chị ơi, áo nỉ giá 95 á mấy chị, nỉ bông Quảng Châu nha, không phải nỉ hàng Việt Nam nha. Bao nhiêu? Comment mà 35 cho em, 35 cho Hà Trần. Đó Hà Trần, comment này mặc về bao thích nha Hà Trần nhé. Rồi 35 cho Hà Trần. Bao tiền? Dạ 70k. 35 cho Hà Trần 70k này. Hà Trần. Nỉ bông này. Đó, cái này là có khách chốt rồi nhưng mà khách hẹn tới nhà lấy nhưng mà bị quên tính cho nên em mới xả ra cho mấy chị á. Quá đẹp. Cái này đang còn ghi giá với giá là 85k là một cặp ha. Một cặp là mới được 85k một cái. Này 70 hả? Dạ 70, bây giờ sale luôn. Sale luôn, sale hạ giá tới 15 ngàn luôn á mấy chị. Bởi mấy chị mà không bắt máy là tội nghiệp em lắm. Em phải sale lỗ không mà tội lắm tại vì qua mẫu rồi á. Cho nên toàn phải sale lỗ thôi. Rất là tội nghiệp luôn, tội nghiệp con bé nhỏ nhắn. À, nói không ra hơi này mấy chị ha. Đen em hết rồi mấy chị ơi. 35 em hết nha. Mã này mắc. Màu này nó có đẹp dữ thần thôi, giữ em mặc giữ mặc lên Đà Lạt quá nha. Ừ cho đấy. Trời ơi cưng quá à, mấy chị ơi, cưng quá mà A cho em. Mà A. Có mấy mã A cho em nha, mét 652 cân đổ về mà A. Mã A mét 652 cân đổ về thôi nha mấy chị ơi. Mét 652 cân đổ về thôi nhá. 70k luôn hả? Dạ. Ôi đù. Em sale hết rồi, đến Tết về nhà anh Giang rồi chuông. Rồi, comment mã A cho em nha. Thằng ơi, 20 nào tính mà nhìn Hà Nội. Mã A cho chị Sáu Sẻ này. Cái chị Sáu Sẻ mặc vừa không ta? Chị Sáu Sẻ như chị size nhỏ mà. Chị Sáu Sẻ chị size vừa á. Ủa vậy em nhầm với chị nào mà cũng tên Sẻ Sẻ mà không nhỏ? Không biết. Chị Sáu Sẻ bự là bao nhiêu cân? Thấy chị Hằng Lê nhé, chị Hằng Lê chưa chốt được thầy. Cái màu đó tầm mét 6 chị khoảng 52 cân. Chị Hằng Lê có địa chỉ này. Chị Hằng Lê cũng chưa chốt hàng được với mã là bên em nhá. Mét 652 cân rồi Giang. Mét 6 là mét 652 cân đổ lại tức là mét 5. Mét 55 là chỉ khoảng 47 46 cân thôi nha. Mã A đó, em nói thiệt. Thế nào vừa mặc nha.
chú cho người khác. Thôi để hỏi chị xấu xẻ vừa ok lại cho em một phát xác nhận với em cái này. Còn không vừa để em chốt cho chị khác đi. Đúng rồi. Sức bao lâu mới trắng như em thẳng. Vậy sức... không vừa chị đó thấy không? Ok vậy chốt cho người khác nha. Chị Hương Lily nói sức bao nhiêu lâu mới trắng giống em hả? Nếu mà da của chị thuộc cái tiếp á là da bị cháy nắng á. Em. Dạ. Chị Hằng Nguyễn Hà Nội. Hằng Nguyễn Hà Nội á, mặc vừa không? Vừa hả không? Chị Hằng Nguyễn Hà Nội mặc vừa ok cho em này, tới chị này. Vừa, chốt đi. Chị mới sang trong nhà. Vừa. Rồi ok. Em chốt cho chị Hằng Nguyễn á cái áo 70k nha. Em ở quận 12 đường nào? Đường TTH06 nha chị Trinh Lý ơi, gần cầu vượt Tân Thế Hiệp nha. Cho em bán hàng với. Không. Chị nó lấy đỏ chứ mà đỏ cho em đi mấy chị ơi, đầm đen đỏ nha. Sale cho mấy chị 80k đầm đen đỏ, chị nào lấy chốt mà đỏ cho em. Mà đỏ 80k, 1m652 cân đổ về nha. 1m55 khoảng 47 cân, comment mà đỏ cho em. Mà đỏ nha mấy chị, mà đỏ nha, mà đỏ. Ôi đừng nhét đi, đừng nhét. Màu này có hai màu đỏ và hồng, có hồng nữa mấy chị, có hồng nữa. Bao tiền? Đỏ bao tiền? 80k. Đỏ 80k, Thanh Hòa mặc vừa không? Không. Thanh Hòa không vừa. Nói câu bả tụt cảm xúc ghê luôn á. Thật, Thanh Hòa không vừa. Má đỏ này Thanh Hòa không vừa đâu em ơi. Eo bao nhiêu? Không vừa đâu eo. Có dạng, eo có dạng nhưng mà nó có giới hạn nha. Eo này tầm, cái này tầm 74 đổ lại nha. 1m6 khoảng 53-52 cân đổ lại mặc vừa nha. 1m55 47 cân thôi. Rồi mà hồng luôn nè. Em biết là bà Hòa bà thích cái này lắm. Hôm bữa lên bà comment lấy quá trời luôn á. Mà tại bà không vừa em không có chốt. Cái này hồng luôn em. 80k. Tụt cảm xúc. Rồi 80k cho em. Màu hồng. Vậy là màu đen còn một hồng và một đỏ thôi. Chị nào lấy chốt cho em đỏ và hồng nha. Trời đẹp lắm. 80k. Xinh lắm. 80k. Má hồng và đỏ này 80k này. Chế nào lấy màu nào comment màu đỏ cho em nha. Cái này nó không có quần trong. Cái này nó là đầm cho nên mấy chị thao hồ mặc xài, cao của mặc được luôn. Xài bao lâu trắng hả? Cái này thì giờ tùy vào cơ địa của mỗi người chị Hương Lily ơi. Để em trả lời đi anh. Để em trả lời cho em đi anh. Không à, em xài mà Giang làm như Giang xài vậy. Rồi mấy chị ơi. Anh xài rồi chứ bộ. Nếu mà da của chị Hương Lily á, mà thuộc tiếp da là da của chị là da bình thường. Nhưng mà nó chỉ giống như bị cháy nắng á. Thì chị chỉ cần xài một liệu trình thôi là xài một hộp là bắt đầu bật tông rồi. Mà để xài trắng cho em là chị phải xài. Em xài 2 năm mấy chị ha. 2 năm. Đối với cái mặt thôi, còn body em mới xài có mấy tháng thôi. Body mới xài mấy tháng. Còn cái mặt á, em bắt đầu biết xài kem là cách đây 2 năm mấy chị nha. À mình nhận mà không được luôn. Ok nha, chị Hằng có cái mã A nha, 70k nha. Mấy chị Hồng, Hồng cho chị Thủy đuôi 677 nè. 80k nè. Hai vợ chồng em mất cười không mấy chị, dành nhau nói không à. Mấy chị ơi, mấy chị mà mua kem mấy chị xài giống như là giống như là mấy chị đang tự thưởng cho bản thân vậy á. Tại vì da mặt của mình là cần massage hàng ngày. Khi mấy chị bôi kem lên là vừa cung cấp collagen, vừa cung cấp cho da của mình những cái vitamin á, mà đồng thời mấy chị đang massage da luôn á, thì giúp da của mấy chị trẻ hóa lâu và nó không có bị giống như bị lão hóa. Cái này nó trẻ sẽ trẻ hơn tuổi rất là nhiều luôn. Ví dụ da em là làn da 27 tuổi ha. Mà nhưng em nhìn như gái 18 ý. Không, cái này em không nói mà khách em gặp khách khách nói thôi là da em nó vẫn đang trẻ hóa chứ nó không bị lão hóa mấy chị ha. Nó không bị lão hóa trước tuổi, tại vì sau 25 tuổi là da bắt đầu lão hóa rồi. Đó, là em đã qua cái tuổi lão hóa là 2 năm rồi nhưng mà da nó không bị lão hóa mấy chị ha. Tại vì là em là có bí quyết là xài kem rồi em massage da, giống mỗi lần em trước khi đi ngủ á là em sẽ bôi kem, em bôi tròn tròn đều và từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài như vậy nè. Là em đang massage da mặt em ha, là giúp cho da em nó trẻ hóa lâu hơn. Và đặc biệt là mấy chị chọn kem là chọn cho kem tốt một chút. Là mình xài sẽ cung cấp các vitamin rồi collagen cho da mình tốt hơn ha. Rồi chị nói ơn cái đầm xanh này nhắm chị ơi. Đầm xanh 69k. Cực đẹp luôn. Cực đẹp mấy chị nha. Đầm xanh 69k bán lộ nha mấy chị. Rồi comment mã xanh cho em. Mặc lập một bên vai cực kỳ mô đen nha. Mẫu này 45 cân đổ lên và 60 cân đổ về nha. Không, cái này chắc phải 48 cân đổ lên á và 60 cân đổ về. Mẫu này Hòa mang được mẹ Hòa. Có thắt eo ha mấy chị, mặt nhìn vậy mặt dễ thương lắm mấy chị, mặt trẻ lắm nha. Rồi comment màu xanh cho em đi, màu xanh 65k. Màu xanh 65k giúp em. Comment màu xanh nha, màu xanh. Xanh 65k giúp em. Mấy chị còn nghe rõ giọng em không ta?
Đầm xanh. Đầm xanh đúng không? Cầm mê mà xanh cho em đi. Đầm xanh à, mã đầm cái đầm xanh mã xanh là bao nhiêu tiền? Mã xanh 65k. Mã xanh đầm mã xanh 65k này. Một cái yếm Hồng Kông. Rất là dễ thương luôn. Size size S nhé chị ơi, size S 1m6 khoảng 50 cân đổ về 1m55. 1m55 khoảng 46 cân nha, 1m55 46 cân. Comment cho em mã yếm nha mấy chị. Xanh xanh cho Yumi Nguyễn nè. Xanh cho chị Bát Mộc nè. Rồi mà yếm cho em với chị nha. Mà yếm này là 1m6 khoảng... Ủa mới đọc xong rồi giá đi đâu giá đi ha. Giá của nó 80k chị nha. Yếm 80k cho em. Chị nói là yếm chút yếm cho em. Yếm 80k hàng Hồng Kông với chị ha. Hồng Kông. Yếm 80k cho em nè. Yếm 80k. Địa chỉ của chị Hằng em vẫn lưu nha. Nếu mà chị chắc ăn thì chị cứ cho em lại đi. Em coi đúng không đúng. Nếu mà vẫn như cũ thì em cứ gửi thôi nha. Khỏi gọi. Yếm này. Yếm cho Khang Uyên này, 80 cơ phải không? Dạ. Yếm cho Khang Uyên nha. Yếm cho Khang Uyên. Wow, cái đầm này đẹp quá. Đầm tầng nha mấy chị. Cái đầm tầng có tay mấy chị mặc đi làm dễ thương lắm nha. Chị đơn cái tầng này comment cho em mà của nó mã số 26 đi. Chốt 26 cho em. Eo coi giả cái này Hòa mặc được này Hòa ơi. Hòa thích mấy kiểu này không? Đây, cái này không phải vải bóng thì không phải nó là dạng vải giống như vong vong của châu á, phải đẹp ha, nói chung phải đẹp. Dây dặn mà đẹp lắm. Rồi comment cho em mã của nó là mã số 26. 1m6 khoảng 55 cân độ về. Eo 76 độ lại, 76-77 độ lại ha. Rồi comment cho em mã của nó là mã số 26. 26. Mã giá... số 26 nè. Giá 80k. Mã số 26 80k này. Chốt 26 cho em 26 80k nha. 26 80k cho Vân Thảo nha. 26 80k cho Vân Thảo. 26-80k cho Vân Thảo nha. Rồi em này chỉ dặn chị rồi kìa. Kiếm cái đầm nào thì đẹp cho bà thân Hòa đi. Cứ hễ cái nào đẹp là bà mà không vừa bà giận kìa. Để chị biết làm sao bây giờ để chị đặt may riêng cho em nha. Cái đầm nó vừa rồi không lấy. Mấy cái đầm vừa đẹp muốn chết rồi không lấy là sao? Không biết. Không thích hả? Không biết. Rồi mà mà reo 73. Mà reo eo 73 mấy chị ơi, 99k luôn. Mẫu này 130 sẽ 99k nha mấy chị nha. Chị nào không thích cái nơ này gỡ nơ ra nha. Chị nói thật, nếu mà kêu là nơ xến á thì gỡ nơ ra, nơ là họ khâu lại thôi mấy chị nha. Nơ khâu lại thôi. Rồi comment mà rêu cho em mà rêu 99k. Thôi em xeo banh nóc luôn. Mà rêu 99k. Xeo lỗ banh nóc luôn á. Rồi comment mà rêu cho em nha. Chị Cherry Nguyên à. Chị Cherry Nguyên dán đi, dán chọn thêm đi. Em dồn em đi cho. Em này cứ comment đi, thấy em đánh em ưu tiên em chốt cho để đi đơn nha. Khoác mấy chị ơi, comment khoác bombo cho em 99k. Thấy Hương Nguyễn 125 sale 99k. Comment, comment đỏ. Comment mà gì nhé. Xanh 65k hết rồi. 29 đi. Mã rêu 99k nha. Rêu 99k, the body với mấy chị. Cái rêu nó đẹp lắm nha, mặc lên mấy chị đừng có huyền ha, đẹp lắm. Rồi, chị nào lấy cái đỏ này comment cho em mã của nó là mã số 29. Rêu 99k. Rêu 99k cho chị Nguyệt Phạm này. Mét 6 54 cân đổ về nha. Đỏ 29 em đang cầm đúng không? Dạ. Bao tiền? Mét 6 54 cân đổ về 99k. Đỏ cho chị Nguyễn Tuấn 090 này. Đi. Đỏ cho Nguyễn Tuấn 090. Rồi tiếp với chị ha, 1m6 52 cân đổ về comment cho em mã của nó mã đẹp. Mà đẹp mấy chị ơi, mà đẹp 105k, comment mà đẹp giúp em nha. Bombo 125 mấy chị ơi, sale luôn 105. Comment mà đẹp giúp em, mà đẹp. Chị Nguyệt Phạm tôi 731 có mã rêu 99k nha. Mã đỏ 99k, hồi nãy anh đọc cho ai ta? Cho Nguyễn Tuấn 090 đúng không? Dạ đúng rồi. Giang ơi cho em miếng lo đi nha. Ê em ơi, nhanh đi. Thôi khỏi. Em hết thôi rồi. Thôi khỏi, cố lên nào, lâu lâu vượt lên chính mình bữa đi. Hôm nay em lại cảm thấy. Biết rồi, vừa đây chính mình bữa đây à. Lơ, bật loa lên nhé coi. Đéo. Bật lên. Không. Rồi, chị nào lấy comment liền cho em mã đen nha. Nhắc đấy, lại. Nó bình thường thôi. Chế nào lấy comment cho em mã đen này 99k luôn phải hôn. 99k phải không? À đủ, không thể nào luôn được. Mà gì nhờ? Được. Rồi, màu này nha. Chị nào ơi cái đầm này comment cho em mã của nó là mã số 23 mấy chị ơi. Mã đầm 23 nha mấy chị nha. Giá 101 nha, comment mã đầm cho em. Mã 23 chứ, comment mã 23 cho em. Mã 23 ha. Mã 23 đầm đỏ bao nhiêu tiền? Yêu 72. 101.
em 72 101. Mã 23 em 72 101 nhá. Cái đen này nó 99 đúng không? 105. Ủa rồi cái này 99. Anh buồn cười ghê, một mạng nó một giá. Ờ rồi. Chị anh hỏi em trả lời. Nào lấy chốt liền game mà của nó là mà số hay bao nhiêu nhá. Biết rồi, được rồi, đọc rồi. Không bật tối cho ngủ dưới đất đi Thảo. Dạ, tối em cho ngủ dưới đất luôn á mấy chị. Rồi, ok này. Chị Nguyệt Phạm nha. Đỏ 29 cho chị Nguyễn Tuấn rồi. Rồi cùng đơn hôm trước nhé. Ok để em coi còn đơn không, chứ em gửi cho chế dồn đơn cho chị Nguyễn Tuấn nha. Ok, chào chế Nguyệt Phạm nha. Rồi, 99 cao chị ha. Chị nào lấy chốt cho em màu xanh nè. Màu xanh 99 cao 16 52 con đổ về nha. Chị nào lấy xanh chốt màu xanh giúp em ha. Màu xanh, chốt màu xanh giúp em nha. Màu xanh 99 cao, cầm em màu xanh giúp em. Kem body đêm là 209, body ngày 208 nha chế. Chị ơi, cầm em màu xanh giúp em ha. Xanh 99k. Chị nó lấy xanh, cầm em màu xanh giúp em nha. Màu xanh, màu xanh giúp em ha. Màu xanh 99k nhé. Thế nào lấy màu xanh, cầm em màu xanh cho em nha. Rồi set siêu đẹp đấy chị ơi, set siêu đẹp. Gọi các con bắt máy còn 2 set. Còn 2 set nha chị nha. Đây em còn 2 set thôi. Một đen, một đen và một đỏ. 2 set siêu đẹp luôn nha mấy chị. Đây một đen một đỏ. Chị nào lấy set này comment cho em mã của nó là mã số 5. Mã số 5 nha. Comment số 5 cho em, số 5 em có số 5 đỏ và số 5 hồng. Ở số 5 đỏ và số 5 5 đen. Số 5 đỏ và số 5 đen nha. Ngồi hết bình rồi đó. Này ngồi hết bình rồi, nói 3 like rồi, 5 like rồi chứ. Rồi, comment cho em mã 5 nha, mã 5 cái màu cho em. 5 đỏ, 5 đen. Đây, rất là dễ thương ha. Dựng lên 5 đỏ cho Mi Fan nè. 5 đỏ cho Mi Fan, 5 đen. Chị nào lấy 5 đen cho em quên đọc giá là 80k với chị ơi. 80k cho mấy chị luôn ha. 5 đen. Đây gọi khách không bắt máy á mấy chị. Chị xả luôn. Rồi 5 đỏ 5 đen cho em. Đập đi. Đập cái gì? Đập cái này, đập cái cục này ra đây nè, đập á hả? Phá tài sản quá. Phá tài sản quá mấy chị. Dù em không à. Mấy binh thôi mà. Dù em đọc nó là sao. Rồi màu này nha. Chị nào lấy hồng chút hồng cho em luôn. Đây hồng nha. Hồng của Caro. Mét 6 khoảng 50 cân. Còn 5 đen nè em. Còn 5 đen nè. Hồng 50k nhé. Ok. Hồng 80k. Chị nó lấy hồng chút hồng cho em luôn nha, xếp hồng. Nam đen hồng cho em luôn. Quỳnh Như cho anh xếp điện thoại được chỉ đi em ơi. Chưa có xếp thì anh chưa chốt được nha. Còn mà hồng cho em lên xếp. Lấy bao nhiêu, lấy bao nhiêu? Giá không vậy, 80k. Hình em có ghi cho bịch rồi mà, anh thay bịch rồi hả? Không, có cái bịch nào, thấy cái bộ không lên đây mà. Rồi, em lên xếp cho mấy chị ơi, lên xếp nha, xếp bộ nha. Đây lên xếp cho mấy chị luôn, xếp siêu đẹp. Mấy chị xem bằng tay, mấy chị ơi, xem like bằng tay nhá. Năm đen cho Quỳnh Như hả? Quỳnh Như có số điện thoại địa chỉ chưa? Dạ, chưa. Quỳnh Như chưa có số điện thoại địa chỉ hả? Còn cái 55kg cao 1m620. Còn nhiều lắm chị Trên Linh Nguyên ơi. Bao nhiêu cân? 55 cân, 1m62. 1m62, 55 cân thì cũng giống như 1m6 hoặc 54 cân, 53 cân chị ha. Ok, có chị nhiều... Nguyên Tuấn nha, em thấy rồi chị Nguyên Tuấn ơi. Có nhiều bộ vừa chị á. Năm hồng cho Dung Minh Nguyên. Rồi mẫu này nha mấy chị, mẫu này nha. Xét nha mấy chị ơi, xét chi ơn nha mấy chị, xét rẻ cực kỳ luôn. Em xét banh nóc luôn mấy chị ơi, xét đang cầm 90k nha. Xét đang cầm 90k.
cái nào lấy chốt cho em mã của nó là mã số 1. Mã số 1 cho em 90k. Áo kiểu nhóm chị cực kỳ đẹp, sọc và một cái quần kaki nhóm chị, một cái quần kaki coi dạng thoải mái luôn. Đó, 1m6 khoảng để eo eo nha mấy chị nha, đợi một xíu nhá, eo eo đi. Ok này, chị Quỳnh Như có số điện thoại thì chị đầy đủ này, chị Quỳnh Như có mã 5 đen nha. Rồi mẫu này chiều 5. Eo khoảng 73 độ về mấy chị ơi. Em này tầm eo 33 độ về hông á mấy chị biết hông của mình không? Hông là ngay run á, tầm khoảng 80 nha. Hông là ngay run. Eo khoảng 73 độ về ha. Rồi chị đơn cái set này comment cho em mà của nó mà 1 đi. Mà 190k nhóm chị nhá, cầm em mà 1 cho em mà 190k tầm em 72-73 đủ về ha. Chứ mà 1 giúp em, mà 1 liền tay giúp em. Bao nhiêu chia sẻ để em tặng quà này. Không, ok Quỳnh Như có số điện thoại địa chỉ luôn. Mà rồi, số 1 90k này. Chốt 1 90k cho em, mà 1 90k giúp em nhá. Số 1 cho Bình Lê này. 1 cho Bình Lê, 1 cho Yumi, còn chế nào lấy 1 nữa mà. Chế nào lấy 1, con cầm em 1 lên cho em nhá. Mà 1 cho Bình Lê. Chị Nguyễn Tuấn số đuôi 090 comment. Nguyễn Tuấn biết chị Nguyễn Tuấn 090 rồi. Rồi Bình Lê có số điện thoại cho em địa chỉ luôn cho Bình Lê nha. Bình Lê khách cũ. Bình Lê khách cũ hả? Ừ. Ok. Còn chị nào lấy mặt 1 không mà comment 1 lên cho em nha. 1 còn 1 set thôi. Rồi tiếp đi mấy chị. Một cái chân máy jean nha mấy chị. Một cái chân máy jean size L. Size L nha. Tầm bé 652 cân đủ về ha. Máy chân máy jean cực đẹp luôn. Xe L mới 652 cho đủ về. Đó, phối với em áo cực xinh nha. Rồi xe này 85k. Chị nào lấy comment cho em mạng số 2. Mạng số 2 85k. Comment mà 2 cho em nhóm chị mà 2. Chúc mà 2 cho em một set thế này 85k nhé. Là 90 mà 2 đúng không? Dạ dạ. Rồi mà 2 này chúc mà 2 cho em. Mà 2 85k này. Mà 2 85k. Dạ chị Hằng ngủ ngon nha. Chị ngủ sớm đi cho bé baby ngủ chị ơi. Ok chúc chị Hằng ngủ ngon nha. Rồi bộ này mấy chị nha, nguyên một bộ này rất là dễ thương luôn. Quần là quần size M mấy chị, quần jean size M form to nha. Quần và quần ống suông á mấy chị. Ống suông nha mấy chị nha, ống suông ha. Chị nào thích ống suông comment liền cho em nè mấy chị. Comment liền cái quần này cho em nha, quần 80k. Comment size cỡ size M á, em đo eo nha. Size M, size M này chắc tầm mét 6 khoảng 54 cân quá. Rồi comment mặc quần cho em nha mấy chị, mặc quần 80k nha. Mặc quần 80k nè. Eo 72. Mã quần 80k eo 72. Mét 6 50 cân. Mét 6 50 cân, 1m55 47 cân. Cầm em mặc quần cho em. Quần mặc quần quần jean nha mấy chị, quần jean dày luôn á. Quần jean dày luôn nha, 80k. Là. Rồi cầm em mặc quần cho em nha. Mấy chị ơi, xe lai bàn tay giúp em nha mấy chị, xe lai bàn tay giúp em nha. Xe lai bàn tay nhiệt tình luôn mấy chị, xe bất chấp. Xe bất chấp không sợ Facebook nha. Đá ra vô lại, đá ra vô lại ha. Đó, hơn 600 lượt chia sẻ rồi, để em tặng quà tiếp nha mấy chị nha. Để tặng quà tiếp cho mấy chị nhé. Tặng quà tiếp cho mấy chị yêu luôn. Rồi mấy chị tiếp tục chia sẻ cho em đi. Để em tặng món quà này nha. Tặng quà cho mấy chị nè. Rồi bây giờ là 630 lượt chia sẻ ha. Lên 700 em tặng tiếp. Bây giờ em tặng một món quà rồi, lên 700 em tặng tiếp nha. Rồi, để em bán em áo heo này nè. Em áo heo phong dấu quần nha. Thì em này là 1m6 khoảng 60 cân đủ về này, phong dấu quần nha mấy chị nha. Và 45 cân đủ lên, cầm em mặc heo cho em nha mấy chị. Áo heo 50k, áo thun heo cô tông 50k. Cầm em mặc heo cho em. Mặc heo 50k. Chị nào lấy heo chút mặc heo cho em nè, mặc heo ha. Đen thui rồi chị ơi. Thủy Thủy vô lại aura cho em Thủy Thủy ơi. Aura xong rồi cái. Xong cái vô lại ha, xóa cookie rồi vô lại giúp em ha. Xóa lịch sử quá xong vô lại ha. Rồi em tặng nha mấy chị. Em có kiếm món gì đẹp đẹp tặng mấy chị nha. Heo là cái gì? Mai heo làm gì vậy? Mai heo đó, mai heo đó. Heo làm gì vậy? Đó. Rồi tặng cái áo xinh đẹp luôn nha mấy chị. Tặng một em áo xinh đẹp. Tặng một em áo thun thái xinh đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Heo heo heo, áo heo cho ai đây? Áo heo 50k cho ai đây? Áo heo 50k cho chị Tâm Tâm, khách mới đuôi 515. Tâm Tâm ơi, Tâm Tâm à, cho em địa chỉ trong vòng 2 phút nha chị nha. Nhớ cho em địa chỉ trong vòng 2 phút mình chốt hàng mới thành công nha. Rồi, chị đã ơn cái em áo thun em đang cầm nè. Comment cho em mã của nó là mã số 21. Đây là tặng mấy chị nha, 21 tặng. Comment 21 tặng kèm số điện thoại đầy đủ cho em. 21 tặng kèm số điện thoại đầy đủ nha mấy chị nha. Áo heo tặng cho Tâm Tâm 515 đúng không?
50k phải không? Dạ dạ. 51 tặng cho em ha. Mà 51 tặng ha. 51 tặng cho em đây. 51 tặng. Chốt 51 tặng. 21 cho quên. 21 tặng cho người comment thứ 9 đi. 21 tặng cho người comment thứ 9 nhé. 21 tặng. Kèm số thời đầy đủ cho em. Hương Đàm 1, Xe Mông Lê 2, Nguyễn Tuấn. Nguyễn Tuấn số điện thoại cũng đầy đủ. Kiều Phụng 3, Thanh Hòa 4, Choi Ken 5, Tâm Tâm 6, Hiền 7, An Gia 8 và chị Anh Kim To 9 nha. Em tặng chị Anh Kim To là người comment thứ 9 nè. Anh Kim To này 21 tặng nè. Anh Kim To vui 998 nè tặng ha. Tặng nhiều như vậy thế nào cũng đến mong mình mấy chị nhé. Rồi tiếp nha mấy chị. Em ghi cho anh, em ghi cho anh cái nhận. Khi màu em mới quăng ra là mảng gì vậy? Không biết. Sao vậy? Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình giúp em là giống chị lên 700 nha. Lên 700 chia sẻ ha. Lên 700 chia sẻ giúp em nha. Lên. Rồi em lên. Đây là cái quần da. Một cái quần da xinh đẹp. Một cái quần da xinh đẹp nha mấy chị nha. Đây size M, quần da size M. Quần da size M mấy chị nha. Chị nào lấy quần da size M này kèm với em áo nha mấy chị, 85k. Một set 85k comment cho em mã số 44. Mã 44 giúp em. Rất là dễ thương luôn, mã 44 85k. Rồi, comment mã 44 cho em size M nhân với 652 cân đủ về. Comment mã 44 cho em. Áo giấy nha mấy chị, áo giấy và chân với da và quần da ha. Mà 44 cho em size M mấy 6 và 52 cân. Comment cho em mà 44. 44 nha mấy chị nha, mà 44. Ôi mừng quá la la la. Ok. Rồi 44 cho em đi các tình yêu ơi. Chúc mà 44 cho em nha mấy chị ơi. Xe like nhiệt tình giúp em nha. Xe like bằng tay giúp em luôn ha. Xe like mấy chị ơi. Nhớ chia sẻ cho em nha. Để tiến là nhận quà tiếp mấy chị ha. Chia sẻ để tiến nhận quà tiếp nha. Rồi 44 chút cho em đi. 44 cho Yumi Nguyễn này. Rồi 44 cho Yumi ha. 44 cho Yumi. Chị nào lấy 44 là comment 44 nhiệt tình lên cho em nha. Comment mặt tay ha. Rồi tiếp nha mấy chị. Áo sọc dễ thương chưa nè. Mùa em áo sọc cực kỳ đẹp nha. Áo sọc cực kỳ đẹp luôn. Rồi cuối mới là em chân váy rách rách cực kỳ đẹp. Đây em này size tầm size L nha mấy chị, tầm size L nha. Chị nào lấy cái set này comment sọc cho em 80k. Set sọc 80k giúp em. Rồi sọc 80k giúp em nha. Rồi chị nào lấy sọc comment mà sọc cho em. Mà sọc 80k comment mà sọc nha mấy chị. Mà sọc cho em. Chị nào sọc chút sọc nha. Mà sọc. Mấy chị ơi xe like bằng tay lên giúp em. Mấy chị ơi xe like nhiệt tình bằng tay lên nha. Chị nào chưa xe liền tay giúp em. Xe liền tay giúp em nha mấy chị nha. Comment mà sọc cho em luôn. Em yêu, chị Ngọc Hồng gọi em yêu đây. Em đây chị ơi. Gọi em đâu mà. Kệ, cứ trả lời đại. Rồi màu này. Chị nào ơi màu này comment liền cho em mã số 7. Comment mã 7 cho em nha, chị xin sọc luôn. Sọc bao nhiêu đây? Dạ. Sọc bao nhiêu tiền đây? 80k. Sọc 80k cho Khang Nguyên này. Mã 7 cho em nha mấy chị. Một cái quần này. Đó, chị nào thích ống rồng, cái này còn gọi là ống rồng không? Cầm ống suông ha. Ống này chắc cũng gọi là ống rồng á. Rất là dễ thương nha. Mềm lắm, phải gì đâu mà mềm. Cái set này mấy 652 cân đổ về. Comment mà 7 cho em. Mấy 652 cân đổ về, comment mà 7. Mà 7 nha mấy chị yêu, mà 7 cho em nè, mà 7. Sao kỳ quá, không gì hết. Là sao ta? Sao kỳ quá, không gì hết hả? Chắc chị phải thoát hẳn Facebook ra rồi vô lại nha. Mã số 7 nè. Mã số 7 Yumi Nguyễn nè. Mã số 7 Mỹ Quyên, Mỹ Quyên chưa có số điện thoại địa chỉ chưa chốt được em nha. Tất mới comment. Huỳnh Thị Kim Lượng. Cho anh số điện thoại địa chỉ mới chốt được em nha. Mày chốt cho Huỳnh Thị Kim Lượng mà bày nha. Ok, mã 7 cho chị Huỳnh Thị Kim Lượng nè. Bày cho Huỳnh Thị Kim Lượng. Chị bao nhiêu đây? Bao nhiêu ấy? Dạ. Bao nhiêu dạ mà bày 85k. Chị Nguyễn Mỹ Quyên ơi, chị để lại cho em số điện thoại địa chỉ kèm mã hàng để em chốt hàng cho chị nha. Số điện thoại đầy đủ kèm với lại mã hàng. Sau đó cho em thì chị sau nha, chúng tôi xếp quần nè, size M nha, co giãn,
Cái 6 khoảng 52 cân đủ về thôi. Đây, áo sọc hôm giống quần luôn. Và một em áo sọc hôm giống quần và một em quần đùi ha. Rồi chị nào lấy cái bộ này cho em mã đùi cho em, mã đùi nha. Thuốc mã đùi cho em cực đẹp luôn. Tầm size M mới 652 cân. Cho em mã đùi cho em. Mã đùi nhá. Thuốc đùi này. Mã đùi cho em này. Má sắc là bao nhiêu tiền nha? Dạ, 85k, set 85k bà con ơi, set 85k chị nha. Set đồng giá 85k. Có chị nào comment lên cho em set 85k nha chị. Đây, set 85k nha. Ồ, cái sọc này em còn set này hồi có ai comment không? Sọc á, có không? Có hả? Aki Ali là ai? Còn chưa đọc rồi, ồ, chưa chốt rồi đúng không? Mới chốt nãy. Nyaki Ali, chốt cho Nyaki Ali set sọc luôn ha. Còn một set này, Nyaki Ali set sọc. Ok nha. Nhã Kỳ Ali có thấy, có nghe được không em ơi? Nghe được ok cho anh nhé. Nhã Kỳ Ali, nghe được ok nha. Rồi set này đẹp tắt đi, set này trong váy nhỏ quá. Set nha mấy chị, set trong váy set có quần mấy chị nha. Chất giả, mấy chị chất giả, cực kỳ dày và đẹp luôn, lên form trong váy đẹp lắm. Set, set eo 64 đổ về. Tầm 1m lùi 50 cân. Set 85k, bản comment set 80k, trời ác ghê hồn không? Rồi mẫu này em của nó là 64 mấy chị ơi. Size S 64 1m6 khoảng 50 cân. Ông cũng quay 1m5 50 cân. 1m55 khoảng 43 cân nhá. Chị lấy xét. Comment mã cho em là mã S luôn trong váy S 40k. 45k chứ. Thôi lỡ rồi. Tối nay bán 40k. Mấy chị em chưa được có kịp nhá. Rồi em lỡ miệng thôi nhưng mà lỡ miệng em bán luôn. Rồi 40k chị nào lấy trong váy S. Comment mã S cho em. Mã S nha. 40k. Này nha, nhà kia Ali không lấy sọc được anh. Bà Thanh Hòa cho xét cho bà. Bà Thanh Hòa hồi này lấy xét gì không? Sọc, sọc, quầy sọc cho Bình Lê nha. Sọc cho chị Bình Lê có nhầm mã không? Không. Lê không nhầm mã hả? Chắc mình vừa. Rồi, sọc cho Bình Lê. Trong máy ép cho Mỹ Quyên. Mỹ Quyên cho em địa chỉ cho Mỹ Quyên nha. Dạ, 85 luôn anh. Rồi Mỹ Quyên thôi, Mỹ Quyên cho em địa chỉ cho Mỹ Quyên nhá. Mỹ Quyên cho em địa chỉ cho vòng vay. S đây đúng không? S là cái này hay cái kia? Trong vay á, S là trong vay á. Ok, chế Bình Lê là sọc đen nha. Còn cái sọc chân này, chế nào lấy sọc chân, còn lấy sọc chân cho em nha. Rồi, cái áo nha mấy chị ơi, áo 50k, chị nó lấy áo chút máu cho em, áo cực đẹp mấy chị. Áo cô tông cực đẹp, bông tay dài ha. Cực kỳ xinh luôn, có theo nha mấy chị, thằng chút theo nè. Màu xanh ngọc, à, màu xanh này là xanh xanh, xanh nhạt á, rất là dễ thương á, theo đằng sau luôn này, đèn áo 50k. Comment áo cho em. Máu. Máu 50 cho em nha. Máu. Đây áo chốt máu cho em nha mấy chị nha. Chốt máu. Cái này bao nhiêu em ơi? Dạ trong váy 40k. Áo bao nhiêu? Áo 50. Áo 50k này. Áo 50k này comment mã áo cho em này. Xanh ngọc. Mã áo nhá. Áo áo này, mã áo 50k cho chị Cao Thu Thảo này. Áo 50 cho Cao Thu Thảo. Rồi cái set này nha mấy chị. Chị nào lấy set này. Set này là size size M. Set size M mấy chị nhá. Set size M trong váy quá đẹp luôn thật sự. Trong váy này đẹp nhà mao, nó có túi hai bên nữa ha. Cái này bao mấy chị đi làm luôn đẹp lắm. Đẹp, đẹp dễ thương cực kỳ. Phối áo là nhất luôn á. Rồi nguyên một set này ha mấy chị. Nguyên một set dễ thương này luôn. Đây. Chị nào cái set này comment liền cho em mà của nó là mã số 9. Chốt mã 9 cho em. Mã 9 cho em nha, 85k. Theo luôn, nó đẹp lắm. Rồi mã 9 cho em size M. Mét 6 50 cân đổ về. Mã 9 size M, mét 6 50 cân tắt ra nha. Mã số 9, số 9 không ạ? Chốt mã 9 cho em nha, mã 9. Cái nào lấy 9 comment mã 9 cho em nha. Rồi em áo sọc. Rồi cái này đầm. Đâu rồi ta? Đây. Rồi một em đầm nha mấy chị. Mã số 9 cho chị Mai Trang 097 nha. Mã 9 cho Mai Trang. Chị nhanh vậy? Rồi chị nào lấy đầm sọc này comment mà đầm cho em đi. Một cái đầm sọc body và một cái chân váy con lưới nha. Rồi set này 79k. Set này bao nhiêu? 79 cho em. Set này 55. Set này 79k nha. Chị nào lấy 79 comment 79 cho em. 79k. Xếp 79k, comment mà 79 cho em nè, mà 79 nha. Mà 79, 79k.
chốt 79 cho em luôn. Mã 79, 79K này, mã 9 em hết rồi nha. Mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình giúp bé nha. Xe lai nhiệt tình giúp bé nha. Mấy chị ơi, xe lại một lần nữa trang cá nhân giúp em đi mấy chị. Nhân, xe lại trang cá nhân của em nha. Rồi, tiếp nha mấy chị. Ủa sao cái áo 19K và bếp phạm mà không lấy hả? Nó bò đúng không? Rồi em áo này mấy chị ơi. Em áo này em tặng nha, đẹp coi đủ lực chia sẻ cho em tặng này. Ôi gần rồi, 685 rồi, còn có 15 người nữa thôi. Cái gì đây? Còn có 15 lượt nữa thôi, mấy chị chia sẻ cho em thêm đi em tặng. Dạ cái đó là 79 á, 79K. 79 chắc Thanh Tú Kim hả? Thanh Tú Kim có số điện thoại địa chỉ chưa? Mấy chị còn 15 lượt chia sẻ nữa thôi, chia sẻ cho em 15 lượt em tặng tiếp nhé. Rồi, ok. Còn 15 lượt chia sẻ nữa thôi, chia sẻ lên thì em tặng tiếp nhé. Tốt đi đã, chia sẻ đủ mới tặng nha. Má 79 cho chị Thanh Tú Kim nha. 79 cho Thanh Tú Kim. Wow, móc kiểu 2 dây này đẹp quá. Rồi gì xinh quá à. Mấy 654 con đổ về comment mà 2 dây cho em. 2 dây giống chị ơi, 2 dây 60k. Chị có 60k thôi. Xeo banh nóc xeo hết 15 ngàn luôn á mấy chị. Xeo xuống 15k luôn nhá. Rồi comment cho em mà của nó mà 2 dây. 2 dây 60k. Xeo hết lời luôn á mấy chị. Áo 2 dây nè, mã 2 dây 60k nè. 2 dây 60k. 2 dây 60k chị. Comment mà 2 dây. Sọc cho ai? Bán áo đó đi chị. Sọc, cái sọc mã 79 là em chốt cho chị Thanh Tú Kim nha. 2 dây, 2 dây cho Hương Đàm 60k nè. 2 dây cho Hương. 2 dây cho Hương. Em chia sẻ hoài mà chưa mua được gì hết chế Hoàng Yến hả? Hoàng Yến ơi, Hoàng Yến nào, Hoàng Yến chưa mua được gì hết hả? Hiền, Hiền, Hiền cho bán ốc tặng nó đi hả? Ok, bán ốc tặng tặng cái khác. Đây, Hiền có phải cô giáo không? Hiền không phải cô giáo mà bây giờ nó được nhận quà đâu. Ngọc Mai được nhận quà. Rồi mẫu này. Chị đó, mẫu này. Hiền phải cô giáo không Hiền? Rồi, cô giáo tối nay mua đơn trên 200k được. Vừa được phim ship mà được tặng son dưỡng môi nữa nha. Son dưỡng môi chỉ giá 80k mấy chị nha. Son dưỡng môi bên Quinny luôn nha mấy chị. Giá niêm yết là 80k. Thầy chế Nhung Phan nha. Thầy Nhung Phan. Hi hi. Nghe vậy đó không phải rồi. Rồi chị nào lấy cái áo không giống quần này comment cho em mà của nó mà 50 luôn, chốt 50k. Mà 50k với chị nha, 50k đi. Cái đồng phí ship đâu xuống lấy không à, phí ship gì. Tại vì hả? Ôi mừng quá. Rồi, chốt reo cho em nha. Mà reo, comment mà reo cho em. Đây reo, reo 50k. Cái áo reo, áo kiểu reo, phối tay reo, cực đẹp luôn, có 50k thôi nha. Comment reo cho em luôn. Reo, bán cho bà Hiền cái áo 2 dây đúng không? 19k cho bà Hiền luôn. Đây, vừa bán vừa tặng cho bà Hiền nha. 19k bà Hiền nha. 19k cho bà luôn. Đấy, yêu thương chưa? Rồi, 19k cho Hiền này. Má reo. Má reo bao nhiêu? 50k hả? Dạ, má reo 50k. Má reo cho Du Minh Nguyễn nè. Reo cho Du Minh hả? Reo chốt cho Du Minh Nguyễn. Rồi chấm váy. Bị đuổi rồi, có được tính không? Không nha, không nha. Bị đuổi. Chế nào bị đuổi vậy? Rồi mẫu này nha. Chế nào bị đuổi mà kỳ quá vậy? Nếu mà bị đuổi rồi là cũng tính em là cô giáo không mấy chị? Em cũng bị đuổi rồi nè. Rồi mẫu này. Chị Văn Trần hỏi một câu từ sáng giờ rất nhiều chế hỏi. Không được hết chị ơi. Vợ của thầy giáo là tặng không? Mắc cười quá. Không được. Sáng giờ nhiều chế hỏi vô cùng. Không được. Rồi mẫu này nhé. Em 74 với chị ơi, em 74, 16, 50 cân đổ về nha. 16, 50 cân đổ về chân váy. Lấy chân váy, chốt mặt chân váy cho em. Chân váy này mặc lên đẹp lung linh vô cùng nha. Chốt chân váy cho em. Chân váy này sale cho mấy chị giá 40k. Còn mấy chân váy cho em ha, chân váy 40k. Sao? Dạ. Em 74 đổ về 16, 50 cân. 16, 50 cân, em 74 đổ về. Còn mấy mặc chân váy cho em 40k. Chứ rồi bán hố rồi, có 40k nè. Eo 74 chân mày 40k nha mấy chị ơi. Chân mày 40k nha mấy chị yêu ơi, chân mày 40k. Rồi em xinh đẹp không mấy chị? Một em áo màu kem xinh đẹp cực kỳ luôn 45k. Comment cho em mặc áo. Mặc áo 45k. Comment mặc áo cho em nha. Có theo ngay viền cổ luôn rất là đẹp ha. Mặc áo cho em, mặc áo 45k. Áo 45 chân mày 40. 40 cho chị. Đó Nguyễn Ngọc Thương nay chút nhiều hết. Còn dễ không mà không sao. Ngày mai đi đơn với tập cơ chế nha. Lớn người bà. Ủa Sài Gòn hả?
Ok, Sài Gòn thì khỏi chồng. Sân bay 40 cho Nguyễn Ngọc Thương này. Nguyễn Ngọc Thương nha. Nguyễn Ngọc Thương đó, có ý định kinh doanh trong ebook cho chị nhé. Rồi mẫu này. Wow. Mẫu này bị dơ mất tiêu rồi. Sao không được hai chị? Thầy giáo cùng đồng trong 20 tháng 1 mà mấy chị lấy tiền của chồng mua đồ cho chế còn gì tặng luôn. Ừ, bà Hương Đàn tay tôi tặng với bà. Bà tay tôi tặng bà tặng với bà. Rồi, sắp tới em có về hàng Hồng Kông hay thiết kế gì không Mai Trang? Dạ chị ơi, có chị. Hàng Hồng Kông với hàng Quảng Châu á, chị có cái hàng Quảng Châu hả? Em đang lên hàng Quảng Châu nè. Hàng Quảng Châu, em có về đầm, xếp Quảng Châu chuẩn bị sắp tới về đầm Quảng Châu, nó đẹp lắm. Chốt cho người ta không ghi tên, thầy phẹt cho nên mai đổi thừa cho chồng này. Nói em thầy qua đèn ghi tên mà. Đâu có liên quan. Rồi, chị nào lấy chân váy này, chốt cho em mà chân váy mới gì, chân váy ôm không dài nha. Chân váy ôm không dài rất là xinh ha. Áo, rồi. Áo bao nhiêu tiền? Hỏi như chờ 3 lần rồi. Dạ, áo 45k hôm nay. Không biết thì hỏi bây giờ nói cho anh cái. Mẫu này chị nào lấy chân váy, chân váy giúp em nha. Áo cho chị An ra nha, 45k này. Comment chân váy giúp em. Chân váy. Chị nào mà là chồng à, chị nào mà là bởi chị nào mà chồng chồng là gì? Là giáo viên ý. Thì nhớ chụp bằng chứng lại cho em nha. Em sẽ tặng so dù mô chứ không phi ship. Còn chị nào mà là giáo viên luôn ý, là khách hàng thân thuộc của em á, thì em sẽ phi ship và tặng so dù mô luôn. Còn chị nào so dù mô em 80k lòng nha mấy chế. Sao dù môi 80k lòng nha, tại vì em tặng quà cho nó ý nghĩa. Khi nào mà thầy giáo thì em vẫn tặng ha, nhưng không phi ship nha. Em 66, cho mấy em 66. Còn phi ship thì liên hệ bé Hương Đàm, bé Hương Đàm sẽ tài trợ ship. Rồi, chị nào lên chân váy này, comment liền chân váy cho em nha. Chân váy 35k. Comment chân váy cho em, chân váy yêu 68. Chân váy yêu 68 với chị nha, comment chân váy giúp em. Em lên nha, ta không đùa nữa. Có đi. Vì bảo mẫu có được tặng. Dạ, vậy trẻ thôi chị, vậy trẻ có. Vậy trẻ nha. Bảo mẫu hả, bảo mẫu là coi trẻ hả? Coi sóc trẻ đúng không? Được. Rồi tiếp nha mấy chị, đi tiếp nha. Bảo mẫu ôm ngực nha. Chân váy 875 cho Nguyễn Thị Phương. Nguyễn Thị Phương này khách cũ cái mới ta? Khách cũ. Khách cũ hả? Chân váy cho Nguyễn Thị Phương ha. Bên đắt rồi. Vậy hả? Chị Nguyễn Thị Phương ơi, cái cụ, ở đúng rồi, cái cụ cho ba sẽ đuôi 875 nè. Chốt trong váy cho Nguyễn Thị Phương 875 nha. Rồi cái set này hả mấy chị, set cực đẹp luôn. Chị nào lấy set này comment đi cho em nè. Đây hả? Dạ. Xem mờ mấy chị ơi. Báo cho em, báo cho em. Dơ lên cho em coi. 35k. Rồi chị nào ôm cái set này comment đi cho em nha. Xem mờ, comment mà sọc cho em, xem mờ nha. Comment mà sọc 85k, cái set này quá đẹp, thật sự đẹp lắm luôn đó mấy chị. Đẹp chả mang. Đây nè, áo này mấy chị. Còn cái túi nhỏ nhắn xinh xắn nha. Còn cái quần cực đẹp luôn, trời ơi xinh chua. Đó, quần size M nha. Rồi comment cho em mặc sọc 85k thôi. Mặc sọc 85k nha. Mặc sọc cho em luôn. Mạng tối nay nhà em si đau quá. Comment sọc giúp em ha. Đây sọc. Đứng luôn rồi hả? Sao kỳ người ta ngày mai gọi. Gọi ông ấy tới sửa mạng đi. Xong. Ok Trang La La nha. Dạ có gì Xuân Huỳnh Tuyết ơi, cuối năm sẽ được tặng lịch hai vợ chồng em nha. Tặng lịch có hình hai vợ chồng em nha. Rồi 85k. Mà sọc giúp em nha mấy chị, chúc mà sọc giúp em 85k. Ok Trang nha, ngày mai chốt khoảng mua nha Trang. Đúng, chuyện hàng bên ngoài đẹp hơn trong like à Hiền. Ok, cảm ơn Hiền nha. Đúng rồi, hàng Quảng Châu chắc có đẹp. Đây, quần ống rồng mùa này chị nào tìm. Chị nào tìm quần ống rồng đây. Chốt cho em nha, xếp này 85k. Chốt cho em mà, còn nó mạng số 4. Mạng số 4, 1m6, 54 cân đổ về chị Nhi Vương hả? Nhi Vương hả? Nhi Vương đâu rồi? Quần ống rồng, comment mà 54 cho em. Mà 54 cho em nha, cái quần này rồng. Quần này chắc phải 55 cân, 56 cân cũng vừa luôn á. 55, 56 cân vừa luôn nha. Tầm size chạy XL. Ừ, cái này chắc phải tầm size XL á. Rồi, L, XL á mấy chị. Mã gì? Comment mã cho em nè. Chưa thấy.
trồng thảo bao giờ chị toàn nghe tiếng không à, phải hả chị? Không lên like mấy lần rồi đó, chắc chị không đúng cái gì chị coi. Rồi tiếp ha mấy chị. Máy gì? Máy gì? Máy số 4 hả? Nhắc cái gì 4? 54 hay là cái gì á? Mà 54, đúng rồi mà 54. Xếp mà 54. Xếp 54 nha, 85k. Xếp 4 rồi. Mà 4 hả? Thôi mà 4 còn được. Mà 4 cho chị Ngọc Hồng nha. Mà 4 cho Ngọc Hồng. Chị Mai, chị Mai nè, chị Mai dậy về rồi hả? Chị Mai ơi, đơn Mai em tặng này. Mai tối nay chốt hàng đủ 200k, tặng son dầu môi và ngày mai đi ship nha Mai. Số 4 85k cho chị Cao Thu Thảo nha. Eo 80, em này là không 80 mấy chị. Eo tầm 75 đến 80 là ok ha. Eo 75 đến 80 là ok. Xếp XL nha chị, xếp XL. À hình như là trong váy thôi, em áo hơi bé sao á. Rồi mẫu này được, này được. Chị nào ưng cái set này comment liền cho em này. 1m6 nè, 55-56 cân đủ về ok luôn. Tầm size L ha. Eo tới, eo trong váy tới 80 nha chị nha. Rồi comment cho em mà của nó là mã số 5. Số 5 cho em nha. Mã số 5. Comment mã 5 cho em nha mấy chị nha. Mã 5. Mã 5 nha. Mã 5 chút mã 5 cho em. Ồ, quần này có xé nữa nè, quần này có xé nữa nha mấy chú nhá, quần này có xé luôn. Đã bảo hết của xã, yeah. Rồi màu này em có xé luôn mấy chị, xé nha, xé này 85k. Mã số 5 cho em đi mấy chị ơi, mã số 5 nha. Bán chị một body đêm. Ok. Thì ship. Ok luôn, thì ship. Mã số 5 cho hàng trần 878 nè. Mã 5 cho hàng trần. Lên đồ đẹp đi. Tháng nào chị lãnh lương xong cùng gửi hai đứa dùng chị hết đó. Ôi dồi ôi. Em đang sẵn kho á chị Mai. Đây. Cái này là set mới về này. Chị nói set chút set gì này. Size S nha. Chị nào ưng cái size S comment mã S cho em. Mã S 85k nha. Có váy giống chị đang mặc to. Mã S 85k. Trời ơi chị Mai hồi chưa không vô. Váy em mặc hết rồi. Hồi chưa chị Mai không vô đồ đẹp lắm. Mấy cái màu giống giống em mặc này, trời ơi, quá trời luôn. Đẹp ơi là đẹp. Mà bây giờ ở đâu còn còn hả? Còn không? Thế nào còn cái đen nè, còn một cái đen duy nhất. Rồi, comment hiện tay giúp em nha chị ơi, comment nhanh tay với chị nha. Mạnh tay giúp em nha chị, comment nhiệt tình nha. Rồi cái này có meo luôn nha mấy chị, kèm meo ha. Tôi tặng kèm meo nha. Chị kia xinh luôn, của đùi nha mấy chị, size M nha, của đùi size M. Đây máu, trời ơi, máu đẹp quá. Các chị ơi, bắt được vàng rồi, máu đẹp quá. Máu kiểu luôn, máu đẹp. Đây, cái máu xinh ngất ngây luôn. Rồi, chị đứng mẫu này comment cho em mà của nó mà số 22. Chốt mã 22 giúp em này. Bắt được vàng luôn, đẹp kia. Mã 22, 1m6 này, 5 size M là khoảng 49 cân. Dạ. Mã mới thì hình ra là gì vậy? Mã mới thì ra hả? Mã gì đây? Mà đó nhớ mà hồng hay sao á. 85k. Rồi set này, chị đã set size M comment cho em mã của nó mã số 9 đi. Mã số 9 nha, chúc mã 9 cho em. Mã 9, 85k size M. Chúc mã 9 cho em có beo luôn. Mã 9 nha. Mã 9 cho em nè. Thế mã 22 là thế nào? 22 hả? Hình như nó á. 22 này. Mãi 2 đúng không? Đến giờ em bị mất trí nhớ rồi. Mấy chế thông cảm nha, nó đến giờ bị mất trí nhớ mấy chế. Bèo. Rồi, chị nào lấy cái ốc hoa cầm em mà hoa cho em. Mà hoa này mấy chị, mà hoa 75k. Ok, chị Bình Nguyên nha, yên tâm chị Bình Nguyên, em giữ cho chị hết tuần nha. Mà hoa này 75k, em siêu nha mấy chị nha. Siêu cho mấy chị luôn, siêu mấy chị 65k. Chị hãy chúc mà hoa. Mã 22 cho chị anh Kim To nè. Mã hoa 65k giúp em. Chúc mã hoa chị Kim To xem mờ hả? 85k đúng không? Vừa không đi trời xem mờ không? Vừa. Rồi chúc mã hoa cho em, mã hoa 65k. Hoa 65k nè. Chúc mã 65 cho em. Mã hoa 65k nha. Ý nha. Mã 65 giúp em. Anh. Mã hoa 65k cho chị Cao Thu Thảo này.
Mấy chị xe la nhiệt tình giúp em đi mấy chị ơi. Xe la nhiệt tình giúp em nhé. Rồi em áo siêu đẹp. Một em yếm chứ. Đây là một trong váy hả? Trong váy mấy chị ơi. Trong váy sẽ ít. Sẽ eo nhỏ xíu luôn. Trong váy 35k size S eo nhỏ xíu. Rồi chị nào lấy trong váy sẽ comment mà trong váy cho em 35k. Bây giờ nó rè rồi nha. Thay em một bên đi nha. Em này eo của nó 65 mấy chị nha. Giờ 65 sẽ 1m55 khoảng 43 cân một về ha. Còn 1m á, còn 1m rưỡi thì khoảng 40 cân nha. Comment trong váy cho em 35k, trong váy đẹp quá mà tài xế yêu bé quá phải bắn rẻ hả mấy chị? Bắn lộ luôn nè. Trong váy yêu đồng quá mà. Đây. Thay tự thay này. 35k này. Tự thay được rồi đúng không? 35k ha. Trên váy size 35k hả? Dạ. Sao đây nhìn sao ngồi bút ghi 55 vậy má? 35 cái chữ đó chữ 35 của em đó. 55 này. Thôi đừng có cạn đẹp. Trên váy size S cho chị Cao Thu Thảo này. Ủa chị Cao Thu Thảo cũng lấy size S luôn hả? Cao Thu Thảo lấy cho chị lấy cho cháu. Lấy cho cháu. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi. Áo len ha, rất là xịn luôn. Áo len mấy chị ơi, áo len. Áo len 50k. Comment áo len cho em. Áo len. Chị nào lấy áo len kiểu này rất là dễ thương ha. Đó, cực kỳ xinh luôn. 50k comment áo len cho em, cực kỳ đẹp, len đẹp, len không xù ha, len xịn lắm. Rồi comment áo len cho em nha, len FOMO 1m6 52 cân đổ về 50k. Comment áo len cho em, áo len 50k. Comment mã len mấy chị nha, mã len, chúc mã len cho em. Mã len 50k mấy chị ơi, mã len nha. Mã len là 50k này. Áo len cho hàng trần 878 này. Len cho hàng trần nha. Len chốt cho hàng trần. Mấy chị xem mạnh tay lắm chị rồi, binh thấp dưới 20% nha, cắm binh cho em nha. Alo, 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 Asino, Asino Moto. Lên bao nhiêu, 50k đúng không? Dạ, lên 50k. Tiếp cho mấy chị, trời ơi, cái lô này không biết sao mà quần dinh không là quần dinh. Và là quần dinh với trong vé sinh không à. Ủa, chứ không phải quần bò à? Ừ, con bò quá, con này người ta gọi con bò quá. Rồi, quần size M nhóm chị, quần jean size M. Để nó quay ra cái chỗ khác đi. Quần jean size M nha. Đây, eo em này 68 độ về nhóm chị. Một set như thế này ha. Sao thấy nó cứ bị tối tối. Quay cái loa một kìa. Ừ, giờ lại, lọc lại luôn. Không. Rồi, set này size M eo số 8 nha mấy chị, eo số 8. Set. Rồi chị nào lấy xít này 85k, comment mà xít đi. Hiền có cái áo dây màu trắng 19k em nha. 800 lượt chia sẻ rồi chị. Bao nhiêu? 800 này hả? 800 chưa? Mới có 760 à, anh kiểm tra cho em có không? Sao em có thấy có 760 vậy? Mới 760 à người ơi. Có 760 thôi. Lừa tình em hả? Rồi 760 là còn 40 lượt nữa thôi ha, 40 lượt là em tặng tiếp được rồi ha. Chế cô bé sao băng hỏi vậy, vậy em đang mặc chị còn không? Vậy em đang mặc hết rồi. Rồi ship, chị nó lấy màn ship trong quần jean, comment màn ship cho em 85k. Màn ship quần jean 85k, comment màn ship quần jean cho em nha. Mã set là quần jean này, 85k này. Rồi cái áo khoác vàng nè. Ồ, đẹp quá. Em này đẹp quá bà con cô bác ơi. Quá đẹp, quá xá đẹp luôn, em này 60k, chị nó lấy chút liền cho em. Mà của nó là màu 60. Chút màu 60 cho em. Màu 60 của Fit. Rất tóc, rất là dễ thương ha. Rồi, 1m6, 52 cân đổ về. Chốt cho em mà 60. 60 cho em, cứ 60 cho em. Với áo này thì áo đen này. Rồi, cứ áo đen này thì áo đen này. Rồi, chốt màu 60 cho em. 60 mấy chị, áo 60. Đẹp kì mi, đẹp lắm, đẹp lắm. Rồi, mẫu này mét 6, 54 cân, chốt cho em mà, của nó màu đen, áo đen 50k. Ô tông mấy chị ha, xinh đẹp, mặc Hoàng Châu. Comment màu đen cho em 50k, áo đen 50k nha, comment màu đen giúp em. Đen 50k. 60 cho fan thì kiểu. Đen 50k cho ai đây? Đen 50k ha, comment đen 50k giúp em. Rồi em áo nha mấy chị, bán quyền luôn cho mấy chị tha hồ lượng. Rồi em áo kiều rất là xinh đẹp. Áo kiều nhóm chị nha. Áo kiều 50k luôn. Comment cho em mà của nó là mã số 20. 54 ký vừa nha chị ơi.
mà 20 50k, mét 6 52 cân đổ về mà 50. Cái này 54 ký vừa đúng không? Thế nào á? Phan Thị Kiều. 54 nhưng mà mét mấy mới là điều quan trọng? Mét 4. Mét 4 cũng có vừa đó, mét rưỡi cũng có vừa, mét 55 cũng vừa. Còn mét 57 đổ lên á. 20 20 cho chị 20 cho Tâm Tâm. Tâm Tâm. Tâm Tâm có xuất hiện tại địa chỉ chưa? Rồi. Em ghi giá cho nó chưa? Chưa. 50k. 20 50k cho Tâm Tâm này. Rồi quần jean nha mấy chị ơi, quần jean 65k. Cả 400 cọc còn không anh ra hay chịu vào. Không biết nữa, để mai coi nha, che mông lên nha. Hình như chưa có trừ thì sao á. Rồi đây nha mấy chị. Nhưng quần dài em hết rồi mấy chị ơi, một cái quần jean ha, quần jean có xước nha. Một quần jean xước đẹp không mấy chị. Rồi, quần jean 65k, size 31. Size 31 này đẹp đôi nhau nha mấy chị nha. Nó size nhiều khi nó bấm size lụn đó. Rồi eo em này khoảng 74-75 thôi mấy chị ơi, eo 74-75 nha. Eo 74-75 một mét bao nhiêu? Một mét 58 ok chơi luôn. Rồi comment liền cho em 65k, comment mảng 65, quần jean 65k, mảng 65 giúp em. Quần jean mà có 65k rồi, ơi là rẻ đẹp, ơi là đẹp. Quần jean 65k nha. Anh ơi kéo 60 còn một cái đi. Áo 60 còn một cái cho ốc biển một cái nè. Ốc biển, áo 60 còn một cái cho ốc biển nha. Áo 60 còn một cái cho ốc biển. Rồi chân váy mấy chị ơi. Chân váy, chị nào lấy chân váy 35k, cầm đi chân váy cho em, chân váy đẹp. Chân váy này mặc cái ốc trượt chị thương lắm nha. Cái này mấy chị mặc chung với một cái áo cô màu trắng, mặc ngốc ngây gà tây luôn, xinh đẹp nhà mang. Rồi em này 55 cân đủ về ok quần luôn. Quần 65 mà 65. Chân váy 35. Để em biết mai thì em cọc tiếp. Mai nhà xe bông lê. Hỏi cọc đi xe ơi. Chị nhận cọc của em hoài chị lỗi chết. Hỏi cọc nha bà. Rồi, chị nào lấy cái chân váy, comment chân váy cho em nha. 65, quần jean 65 này. Chân váy 35, quần jean 65. Quần jean 65 cho Hoàng Hảo này. Chân váy 35. Chân váy cho chị Cao Thu Thảo này. Chân váy 35. Chân váy 2, chân váy 2 chiếc. Quần jean là cho chị, cho chế Hoàng Hảo nha. Biết vừa không ta? Chân váy 35 cho chị Cao Thu Thảo. Ai vừa không? Hoàng Hảo hả? Chắc vừa. Quần jean đó hả? Chắc vừa á. Rồi, 35 chân váy cho chị Yumi nữa nha. Ok, 35 chân váy cho Yumi Nguyễn đó nè. Áo không giống quần, giống chị áo sọc xanh không giống quần, có túi rồi rất là dễ thương. Áo 50k chị nào đấy comment màu sọc xanh cho em, 60k đủ về nha. Áo rộng không giống quần giống chị, comment màu sọc xanh cho em. Sọc xanh 50k giống chị nha, comment sọc xanh. Mà sọc xanh chờ nãy giờ hả? Chờ quần jean nãy giờ hả? Như còn một cọc quần jean nữa sao? Chụp cọc kia cho em luôn. 50k sọc xanh. Chị nó lấy áo sọc xanh, cầm đi sọc xanh giúp em. 50k sọc xanh 50k nha. Ôi quần đẹp quá, vừa mặt đi. Xinh quá. Mấy chị ơi, 1 phút 30 giây chị nào không lấy cái quần này em lấy nha. Rồi size M. Comment cho em mặc quần, quần 50k comment mặc quần cho em. 1 phút 30 giây chị nào không lấy thảo chốt nha. Cái này em của nó 72 độ về á. Mét 6 tầm size M, mét 6 khoảng 50 cân. Mã quần eo 72 50k. Mã quần, comment quần cho em, quần này đẹp lắm, quần này mấy chị mặc đi chơi được. Làm quần kiểu mà đi chơi được nha, dễ thương lắm. Sắp hết 1 phút. Sắp hết 1 phút 30 giây rồi. Có túi 20 bên, túi 2 bên nhá. Rồi quần cho cái nút chu này. Quần cho cái nút chu nha. Cái này bà thích có quần phải không? Quần cho cái nút chu. Lấy quần nào đấy ba. Bà lên, bà thích quần hả? Rồi em áo rất là đặc biệt. Em áo nhìn rất là ấn tượng ha mấy chị. Em áo này mét 6 52 cân 50 cân gì đấy hộ về ha. 1m 55 46 cân, nói chung cầu em là mặc cái gì cũng được hết. Không biết hiểu từ sao nữa. Cái tướng kiểu gì mà mặc cái gì cũng được hết. Cái mét 55 46 cân là mình mặc cái gì cũng được mấy chị ha. Rồi comment áo cho em. Áo 45k. Comment áo cho em luôn, áo 45k. Áo 45k. Áo 45k. Mét 6 50 52 cân đổ về. Comment áo cho em. Mà áo nha, mà áo. Quần hết. Chốt mà áo cho em. Rồi em quần ống rộng luôn mấy chị. Quần ống, đúng rồi, nãy chị hỏi ta chị như chị Ngọc Hồng hay hỏi quần ống rộng đúng không? Quần ống rộng. Áo 45k cho Bích Phạm. Quần này hơi bị xịt nè, quần này giặt quần tay rất bị xịt. Chị ơi, chị Ngọc Hồng mà lấy quần này ok em chốt cho nhá. Cái này phải đôi nhau rồi. Cái này bao thun nhưng mà bao thun vừa vừa phải tải thôi. Cũng được 7 mấy không?
Thì bao nhiêu? Anh đoán bao nhiêu? 15 á hả? Em này em 74. 74, 15 thôi. 74 á. 74 đủ về ha. Comment 652 cân. Chị nào lấy quần ống rộng để comment cho em mà. Của nó phải số 9 đi. Comment mà 9 cho em. Quần nó bị đẹp á. Phải đẹp lắm. Mà 9 cho em. Mà 9. Mà 9 55k mấy chị nhá. Mà 9 mã 9 55k này, quần ống rộng mã 9 55k, eo 74 đổ lại nha mấy chị ơi. Ừ, đẹp lắm. Thì mày đẹp lắm nhé. Rồi cầm em bằng 9 cho em nha, bằng 9. Bằng 9 giúp em đi nhé. Ủa, chị kéo cái gì hồi này có ai trốn rồi. Còn cái. Rồi, chị nào lấy cái sọc xanh này 45k, cầm em sọc xanh cho em. Ủa, cái áo này đẹp mà ta. Áo này đẹp lắm nè, 45k. Ờ, mấy 6, 60 con cũng vừa luôn. Mấy 6, 60 con cũng vừa ha. Chị à, chị Ngọc Hồng ơi, eo 74 chị vừa không? Vừa ok cho em nhá. Vừa á, thấy chị Ngọc Hồng màu cốt mấy cái màu nhỏ nhỏ mà. Ok, chị Ngọc Hồng mã số 9 nè. Ok nè. Rồi mẫu này chị nó lấy sắp xanh, chốt màu xanh cho em nha mấy chị. Màu xanh 45k, 45k, 45k. Màu xanh, màu xanh, màu xanh. Chốt màu xanh cho em nha, chỉ có 45k thôi. Mấy 6, 60 con đủ về và đẹp nha. Chốt màu xanh tiếp tế nha. Màu xanh, màu xanh, màu xanh. Còn đây màu xanh. Màu xanh cái tên là màu xanh 45k thì áo đẹp, áo đẹp. Màu xanh 45k. 55k đúng không em? Dạ. Màu 55k. Cái gì vậy? Dạ 55k. Em comment đầu tiên. Không, cái này tại chị đặt trước. Có hỏi chị kia rồi. Sorry Tâm Tâm nha, sorry Tâm Tâm. Tại vì chị Ngọc Hồng có đặt trước á. À, tại vì hồi này chị có đặt trước á, cho nên em mới ưu tiên cho chị á. Cái gì Tâm Tâm có đặt trước cái gì không để mua tiền cho. Mã xanh là xanh cho Yumi Nguyễn nè. Xanh cho Yumi Nguyễn nha. Quần nha mấy chị. Mỗi em quần dễ thương luôn, quần 50k. Quần rất là đẹp mấy chị. Quần siêu chóc luôn, Cartizin đó mấy chị. Quần rất là modern ha. Modern cực kỳ luôn á, tầm size M. Size M giống chị 1m6 thì 50 cân, 48 cân gì đấy. Còn mấy 55 em chỉ biết mấy 55 là 46 cân là cỡ em ha. Còn mấy 55 46, còn 1m50 á là khoảng 40, 44 cân. 44 cân á, ok. Rồi, comment liền cho em mà của nó mà M ha, size M đúng chị. Comment mà quần M cho em, quần M 50k. Quần M 50k. Hoàng Huy mấy đi chị. Trời ơi, Huy ơi. Phải hả Hoàng Huy, ok Hoàng Huy đợi em xíu. Em còn một cọc xếp thì em lên xếp lên phải luôn. Quần, chết rồi, quần bao nhiêu đây? Không đủ rồi chưa mai em sẵn. Quần bao nhiêu, quần bao nhiêu em ơi? Quần 50k. Quần 50k cho Nhung Phan 363. Cho Nhung Phan. Rồi em chân váy. Em chân váy bút măng. Em chân váy bút măng xòe xòe ha mấy chị ơi. Chân váy nha, chân váy trắng bút măng xòe xòe size M. Đây, rất là dễ thương size M nha. Chị nào lấy comment màu trắng cho em. Chân váy 40k mấy chị. Chân váy 40k dạng bút măng như thế này ha. Rất là đẹp mà không thùng dễ thương lắm, size M á. Nó xòe xòe thì dễ thương lắm nha. Rồi chị nào lấy chân váy bút màu trắng cho em nha, 40k size M, màu trắng 40k size M. Má trắng 40k size M nha mấy chị ơi. Trắng 40k size M cho em. Đây, em còn cọc này nữa thôi là hết set nha mấy chị nha. Hết set. Để em coi em lên được cái đầm, để em lên đầm cho Hoàng Huy nha. Thương Hoàng Huy quá, nãy giờ rất khuya, đợi đầm. Thôi, quà wow, cái set xanh ngọc đẹp của chưa bao nhiêu chị em muốn có mà không được nè. Đây nè mấy chị ơi, một chưa chế đồng set này. Nó cứ nằm lung tung tại vì hàm về em chưa có xòa á. Em chia sỉ luôn, xong lên like luôn. Rồi đây, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Size L mấy chị ơi, mấy 6-52 cân. Mấy 6-52 cân size L. Comment cho em mà của nó cũng xinh quá. Comment mà xinh cho em đi. Mà xinh xinh, xinh đẹp lắm mấy chị. Comment mà xinh xinh cho em ha, 85k. Sẽ thực sự đẹp lắm. Đẹp từ quần đến áo luôn. Rồi mà xinh xinh cho em. Mấy 6-52 cân. Mà xinh xinh. Mã xinh. Mã xinh xinh bao tiền 85k đúng không em? Dạ 85k luôn. Mã xinh xinh 85k. Áo 50k, chị nó lấy áo 50k. Comment mà áo 50 cho em. Lại là áo 50k, trời ơi đẹp quá, áo đẹp quá. 50k. Mã xinh xinh 85k mấy chị ơi. Mã xinh xinh nha. Mã xinh đó xinh. Cái gì sọc 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 sọc. Mã xinh giúp em nha, lấy sọc là em hay đọc sọc. Mà mấy chị comment mà sọc. Xinh xinh. Má xinh xinh này. Không sót dễ thương nào. Không sót rồi. Má xinh rồi. Má xinh xinh cho Bích Phạm này. Xinh xinh áo là Bích Phạm. Áo 50k trong chế Ngọc Hà này. Ngọc Hà. Ngọc Hà áo này. Ngọc Hà áo 50k. Ngọc Hà áo 50k.
không hợp rồi. Cái quần này nha mấy chị, quần một cái quần kaki co giãn, một cái quần kaki co giãn màu xám nha. Thì nó có quần công nghiệp form, nó đẹp lắm mấy chị nha, quần dài lắm. Chị nào mấy sáu không sợ ngắn ha, dài mấy sáu không sợ ngắn. Rồi chị nào cái quần này, quần này tầm 174, mấy sáu 54 cân 53 cân gì đấy ha, không chắc mẫu đấy chắc tầm mấy sáu 50 cân thôi, tại vì cả là của nó cặp vừa với phải cặp cao. Rồi chị đơn cái quần này comment lên cho em nè, cái quần 60k, comment mã quần 60 cho em. Mã 60 đi mấy chị, 60 được rồi. Cứ comment chủ nó lâu ha. Comment mã 60 cho em, size L mấy chị. Mã 60 bao nhiêu? 50 cân thôi. Bao nhiêu? Dạ. Bao nhiêu? 60k. Đẹp tiếp 60k. Dạ, đẹp vậy mà siêu 60k thôi. Có lộ nó. Vừa siêu vừa tặng mấy chị. Quần nhá, quần 60k, mã 60 mấy chị ơi. Nhanh tay chụp cái quần mấy chị, quần đẹp lắm thật. Quần vải đẹp lắm, mà form cũng đẹp nữa nha, size L á. Đó. Size L nhưng mà mấy 650 đâm 2 cân thôi. 60k cho lại thì Trung Hiếu. 60k cho lại thì Trung Hiếu còn cái này nha. Ok. Còn phải còn đẹp với cái dạng của kaki đúng không? Kaki jean á, co giãn, thoải mái. Cho bảy tư luôn. Mấy 652 cân em bảy tư nha. Rồi quần còn một chiếc thôi, form đẹp lắm. 60 cho Hà Trần. 60 cho Hà Trần hết. Quần này đẹp mà. 60k, đi đâu mà mua được cái quần 60k đấy chị ơi. Không đi đâu mà mua được cái quần 60k đâu. 60k cho Hà Trần nha, đặt giá cho em xuống lại giá. Áo 50k, áo 50k thì nó lấy cho em mặc sọc cho em. Ôi áo kiểu vụ, áo đẹp thế. Áo đẹp quá, 50k. Bán gì mà rẻ quá, tuần này mấy chị ơi, có hôm nay em mới sale vậy không mấy chị nhá. Ngày mai á, tại vì ngày nào cũng sale là em bán nhà luôn á. Cho nên ngày mai mà em bán đồ áo thun thầy á mấy chị. Đồ giá nó đúng á mấy chị, lời 50.000 cái thôi ha, không lời nhiều đâu. Rồi chị đơn màu này cầm em mặc sọc cho em, em mặc sọc sọc cho em 50k. Thì hôm nay em siêu bánh nắp rồi thôi nha. Má sọc 50k này, áo má sọc 50k chị. Là chất cô tông luôn mấy chị. Áo má sọc 50k. Sọc 50k. Sọc 50k cho chị Cao Thu Thảo nè. Sọc 50 cho Cao Thu Thảo. Sọc cho chị sọc cho chị Hằng Trần. Chị Mỹ Hương ơi, chị Mỹ Hương biết tại sao này giờ chị Mỹ Hương không chốt được không? Có. Tại chị Mỹ Hương phụ khách mời đúng không? Không phải đấy. Mỹ Hương đi chung với Hằng Trần. Mỹ Hương đi chung với Hằng Trần hả? Sọc chốt cho Hằng Trần nha. Hằng Trần 878 này. Ủa Mỹ Hương đi chung với Hằng Trần đúng không? Đúng rồi, Mỹ Hương đi chung với Hằng Trần 878. Cảm ơn. Xuống lên nha. 50k này. Rồi. Hello bà Trung Phạm nha, khuya rồi còn vô bà chấm chấm nữa. Rồi mẫu này, size S cho mấy chị, size S, 75k size này. 75k size này nha, áo von đỏ sexy. Áo von đỏ sexy với lại cái quần nhỏ nhắn xinh xắn. Size này 75k, size S. Đấy, size S. Em nói thật chị nào mà size S mà vô like nhà em á, mà chốt đồ đảm bảo bao rồi luôn á, đồ đẹp nhưng mà size S bao giờ cũng bị rớt giá đó. Rồi chị nào lấy cái set này sẽ nha, comment cho em mà. Mà bao nhiêu nhá? 75 đúng không? 75k. 75k. Set tay em 75k này. Mà 75k nha. Set size S. Wow. 75. Đẹp mút xỉu luôn á trời. Rồi, cái trong váy này đẹp mút xỉu luôn. Size L mấy chị nha. Trời wow, dùng rồi. Mang ra. Đẹp quá. Size L chị em kim to hút. Đẹp lắm. Chị to rồi, hút nhanh, hút ngay là luôn. Rồi size L set này 90k. 90k size L áo này mấy chị. Tầm lết 6 52 cân đổ về nha. Lết 6 52 cân đổ về. Rồi comment cho em mà set 2 đi. Comment mà set 2 cho em 90k, set 2 90k. Cho mấy jean rất là đẹp luôn. Mã là set 2 90k này. Set 2 hơn 800 lượt chia sẻ rồi kìa chế. Ủa vậy hả? Vậy thì có me để coi coi. Ồ đúng rồi. Tặng quà nha, hơn 80 là tặng quà. Set 2 này 90k đúng không? Set 2 90k. Ok. Tặng quà thôi, tặng quà set thôi. Set 2 cho Hằng Trần 878 nè. Rồi tặng quà nha, tặng một cái chân máy jean. Chị nào mà mặc không vừa thì nói em đổi cái khác nha. Chị nào mà may mắn chung á, mà không vừa thì báo em để em đổi cái khác ha. Chân máy jean cực đẹp như cá. Có ai mà tặng quà có tâm như em không biết chứ. Có ai tặng quà có tâm giống em không? Tặng chân máy jean nha. Tặng quà mặc được ý. Ừ. Đây, em này tầm 74. Tầm 74 mét 6 50 cân nha, mét 6 50 cân. Mét 6 50 cân ha. Đây mét 6 50 cân này, 74 tầm 74 hôm 74 á.
Nếu 6-50 cân ha, không có eo được. Chị nào eo to thì kéo lên eo, chị nào eo nhỏ thì mình kéo xuống hông. Nhưng mấy chị mặc lắm, không giống quần ha. Quần thì mình mặc không vừa thì cái mông mình nó bị đục á. Nhưng mà còn cái này á thì trong mấy chị mặc. Ủa, em. Dạ. Không, cái đó là cái ta nó cao lắm chứ không phải là bị lỗi đâu. Rồi, em tặng nha. Bắt đầu comment mã nè mấy chị ơi, để coi may mắn nhận quà này. Comment cho em mặt của nó mặt 8.000 kèm điện thoại đi. Comment mặt 8.000 kèm điện thoại cho em nhé. Mặt 8.000. Không phải trong máy đâu mấy chị ơi, mặt 8.000 cho em. Mặt 8.000 em tặng mà, quà tặng 800 lượt chia sẻ rồi tặng đi. 8.000 kèm số điện thoại đầy đủ cho em nha. Mặt 8.000 kèm điện thoại đầy đủ cho em. Mặt 8.000 nha, comment mặt 8.000 cho em. 8.000 mà 8.000 kèm xin thả đầy đủ cho em nha. Mà 8.000 comment mà 8.000 này, 8.000 với em nha. 8.000 8.000 tặng cho ai? Tặng đi, tặng cho người comment người thứ 8.000. Nói chơi thôi chứ người thứ 12 ha. Rồi em đếm đi. Đếm người thứ 12 cho em đi nha. Người thứ 12 Nguyễn Tú 1, Thanh Hòa 2, Dung Đàm 3, Xem Mông Lê 4, Coi Coi Ken 5, Hiền 6, Cao Thu Thảo 7, Đại Trung Hiếu 8, Hà Trần 9, Hương Đàm 10, An Giang 11, chị Bình Lê là 12 nhé. Bình Lê là người comment lên thứ 12. Bình Lê này chỉ có đơn đúng không Bình Lê? Quà kèm đơn Bình Lê có đơn đúng không? Tặng cho Bình Lê nhé. Anh ơi, Bình Lê, tặng cho Bình Lê. Rồi tiếp không mấy chị? Chị nào mà được tặng quà chủ động inbox cho em nhé mấy chị. Ở nhiều khi em like hoay á, em quên ghi tên á mấy chị. Cho nên khi mấy chị nhận về không thấy quà đâu mấy chị này. Mấy chị lại la làng lên là lại chửi em nữa. Nhưng mà em không có ý. Từ lúc em livestream mãi mê quá em quên ghi tên á. Cho nên chị nào mà được tặng quà mình chủ động inbox cho em nha. Hoặc là nhân viên em alo á, chốt đơn á. Đấy, cái chủ động mấy chế, tôi có biết không? Có nhiều chế không biết, tưởng em đọc tên một loạt số 12 đọc một loạt là tưởng mình trúng nhưng mà không phải. Đúng em rồi. Đọc, em đếm chứ không phải em đếm người. Đếm người thứ 12 mới được tặng. Anh đang ghi tên cho em không quên nhờ. Chế. Ai? Chế Bình Lê. Đuôi là 7504. Bình Lê 7504. Em cùng comment tặng mà sao chị không đọc? Trời ơi bà comment sai cú pháp bà ơi, người ta tặng kèm sức thời đầy đủ mà comment có mình chịu tặng à. Người ta comment tặng kèm số điện thoại đủ hoặc là comment mà 8.000 kèm số điện thoại. Và mình đang mong tặng comment của mình chị tặng. Rồi mẫu này áo giấy với chị ha. Em áo giấy siêu xinh luôn. Chị nào thích em áo giấy thì comment liền cho em mà giấy. Comment mà giấy cho em nha mấy chị ơi. Mà giấy 45k. Mà giấy 45k giúp em. Comment mà giấy em lên nhanh nhé. Comment mà giấy giúp em. Khuya rồi em lên nhanh comment mà giấy nè. Mà giấy 45k. Áo giấy nha. Áo giấy 50 cân đủ về với 6. Với 6 50 cân đủ về. Ôi trông váy đẹp quá mấy chế ơi. Xỉu. Váy sắc cầu vồng luôn. Đẹp xỉu luôn. Má là giấy 45k nè. Rồi sao không tặng người comment đầu tiên nhỉ? Có mà. Hôm nay em tặng cho mấy người comment đầu tiên luôn á. Nhưng mà thì hoài xui. Đâu. Hả? Hôm nay có tặng trai comment đầu tiên. Hồi trưa có tặng mấy người comment đầu tiên hay sao vậy? Hồi trưa chứ không phải hôm nay đâu. Thì hôm nay không phải hồi trưa là thuộc hôm nay hả? Không, hồi trưa là hồi trưa, buổi tối là tối cho em. Là thuộc hôm nay? Chưa có ngày mới mà. Không có đâu. Rồi mẫu này, thì nó mẫu này comment liền cho em chân máy xin nè, để mất size. Eo của nó là, hông của nó là 74 nha. 1m6 khoảng 52, 50 cân gì đấy ha. Nhà hơi ồn mới chết thông cảm. Rồi, chị nào lấy chân máy xin comment mà chân máy cho em. Chân máy xin nha mấy chị. Chân máy jean nha, 60k. Chân máy jean 60k. Cái rồi bị hố rồi. Lộ miền mấy chị ơi, bị hố rồi. Chân máy co giãn mà giá nó khác mấy chị. Thôi lộ rồi, sell luôn đi. Hồi trưa của hôm nay mà. Đúng rồi Hiền. Có mình Hiền bên chế à. Anh Giang ấy hay bắt nạt chế lắm. Ông bị gì mà ông gì ta. Ông xấu mà còn hay bắt nạt mình rồi chứ à. Anh Giang dạo này sợ bị bỏ à. Anh Giang dạo này ghi nha. Chân váy, rồi em chốt chân váy. Chân váy em chốt cho chị chị Hằng Trần. Hằng Trần comment đầu tiên em chốt cho Hằng Trần nha. Cái chân váy thì em nói nhầm giá mấy chị ơi.
nó lộ nó xấu mưa rồi. Ôi em xem luôn chứ thật sự là trong mấy jean này em bị nhầm giá gì cho mấy jean, trong mấy con co giảng á. Trên mấy con giảng nó không cho giảng á. Trong này trên vậy 60k cho hàng trần 88 này. Siêu cho hàng trần luôn. Siêu cho hàng trần luôn, ấm mấy ca. Rồi cái ship này mấy chị nha, chị lấy ship cầm em màu xám cho em này. Ship màu xám ha. Nhưng 74 đổ về. Mấy 6 phải 50 á. Thì được cái thao thì đúng rồi, cao cao khó được lắm á, cái cao mới khó. Cái đẹp thì dễ rồi, đẹp sửa được, cao khó sửa lắm. Nghe nói mà hài não quá. Rồi, cái xếp xám này nha mấy chị. Chị nào lấy xám? Có ngày bị đuổi ra khỏi nhà mấy chị nhờ. Rồi bị đuổi mấy lần rồi. Bị nhốt mấy lần ở bên ngoài nữa. Rồi chị nào lấy xám này chốt mà xám cho em nha. Mà xám mấy 6 thì khoảng 52 con đổ về nha. Xếp xám có túi luôn nha mấy chị. Mà xám cho em. Chốt mà xám. Bao tiền? Mà xám á. Xếp xám là 99 hả? Xeo, xeo 80 luôn. Xếp xám xeo 80 nha mấy chị nha. Xếp xám xeo 80k này. Xeo 80k. Chợ nào cũng ngon. Chị nào lấy chút luôn cho em nha. Xếp xám 80k nha. Quần dài nha, xếp xám quần dài. Chị nào lấy, chị nào lấy cái áo này cầm bên mảng rêu cho em. Cái áo này xeo cho mấy chị 50k nha. Mảng rêu 50k. Chị nào lấy cái này dặn len mà len mát mấy chị nha. Đây thì mát mình đẹp lắm, Sài Gòn mặc vô tư, mặc dễ thương lắm. Cái này mấy chị mặc chung với quần legging này, quần jean này, và mặc chung với chân váy, nó đẹp gấp ngay luôn, nó dễ thương lắm. Chị nào lấy rêu, cứ rêu cho em nha, rêu 50k, sale 50k luôn. Rêu sale 50k, sale cho hết màu hết. Rồi sale 50k, chị nào lấy rêu, cứ rêu cho em. Rêu nha. Mã rêu 50k. Rêu 50k. Mã rêu 50k cho em nha. Rồi em áo sơ mi nha mấy chị. Em áo sơ mi 35k cho mấy chị luôn, vừa xem vừa tặng nha. Sơ mi 35k, cầm bên mặt sơ mi cho em luôn. 35k luôn, vừa xem vừa tặng nha. Mà gần cuối hai rồi siêu tặng luôn. Rêu cho Mỹ Hương nè. Cầm bên sơ mi giúp em, sơ mi 16-50 cân. Hôm nay bé Lê Khuyên này bị chốt hay bị chậm thế nhờ. Lê Khuyên ơi, cố lên, Lê Khuyên ơi. Rêu cho Mỹ Hương nha. Áo 35k nha Nhiêu. 35k. Rồi áo 2 dây 19k này mấy chị. Áo 2 dây 19k. Khuya siêu rẻ luôn, siêu cho hết mẫu luôn nha. Rồi 19k. Cầm đi kim 2 dây 19k nha. 2 dây 19k. Sơ mi bao nhiêu? Dạ. Sơ mi 35k, 2 dây 19k. Sơ mi 35k cho Hương Trần 482. 19k. 2 dây 19k. 2 dây 19k. Rồi tiếp. Rồi giúp đồng. 2 dây 19k này. Rồi em đầm này nhắm chị ơi, đầm 2 dây 19k cho chị Mai Trang 097. Đầm 50k. Chị nào lấy chốt 50 cho em. Đầm 50k nha, chị nào lấy chốt mà 50 cho em này. 50k. Đầm 50, 1,6, 50 cân, 52 cân đủ về. Comment mà đầm 50 cho em. 50k, cũng có 50k rồi. Như lúc siêu xong ngực nha. Rồi, chị nào lấy đầm 50 chốt, đầm 50 giúp em nha. Đầm 50k cho anh 50k cho Tâm Tâm này. 50k cho Tâm Tâm. Rồi bộ áo này nha mấy chị. Em áo này 35k luôn. Chị nào lấy áo. Áo này đơn giản, áo cotton mấy chị ha. Đơn giản dễ thương. Cái này là cái logo nó dán lên nha mấy chị. Cái này logo dán lên ha. Cái này mình lột ra được ha. Cái này logo nó dán cho dán cái dụng thôi. Rồi áo này áo chơ, mình mặc cái yếm cũng được nha. Chị nào lấy áo. Áo 35, chốt áo 35 cho em này. Áo 35. Áo bao nhiêu? Áo 35. Áo 35k này. Áo 35 này, phá là 35k, áo 35 nha, 35k này. Rồi em này cute thôi, em này để dành mặt mũi. Lê Khuyên đã xi nhan cho anh đi em ơi, chớp, đấy là anh chốt liền nha. Em này dễ thương lắm, mấy chị ơi, 1 phút 30 giây chị đâu có chốt, thảo chốt để ngủ nha, nhìn đẹp quá. Rồi, comment liền cho em, mã này là mã số 44 đi ha, 44 40k, 44 40k cho mấy chị. Comment mã 44 cho em, chốt liền 44 cho em nè. Áo thun cô tông 35k này. 40k mặc 44. Sơ mi, hết sơ mi rồi. Rồi mặc 44 cho em 40k. Cầm em mặc 44 giúp em. Sơ mi, em hết sơ mi rồi. Từ từ để em lên nó còn không. Má 44, 40k này. Áo lằn nhằn nó còn nhiều lắm. Áo 35k cho Thủy Thủy này. Áo lằn nhằn lung tung em còn nhiều lắm. Rồi mẫu này. Mẫu này dễ thương chưa.
Màu này nhìn cưng quá à. Nhưng mà nó bị hơi dơ xíu cái này rồi tặng luôn nha. Tặng luôn. Đây comment mã cho em. Ủa áo gì thôi quá à. Mà tặng luôn nha. Để coi chia sẻ bao nhiêu lượt rồi. 827 lượt. Thôi tặng đi. Không làm khó đâu khuya rồi. Đây chị nào lấy màu này comment liền cho em mà của nó mà 1.000 tặng nhóm chị. Comment mà 1.000 kèm số điện thoại cho em. Minamun ơi, nhớ là kèm số điện thoại cho Minamun. 1.000 kèm số điện thoại giúp em. Minamun kèm số điện thoại nè. Kèm số điện thoại đầy đủ cho em nha. Số điện thoại đầy đủ nha. Mà 1.000 đi mấy chị. 1.000 kèm số điện thoại đầy đủ. 1.000 tặng nhóm chị tặng nha. Rồi đi cho Thảo đi anh. Mặc đủ quá. Đẹp lắm. Mặc mát. Đây comment mà 1.000 cho em nha. Mà 1.000 tặng cho ai đây? Tặng cho người comment lên. Rồi hôm nay thứ nhất luôn. Ghét rồi. Mình nói ghét rồi. Mình tặng người thứ nhất. Má 1.000 kèm số điện thoại tặng cho người đầu tiên là chị Nguyễn Tuấn 090. Đầu tiên là Nguyễn Tuấn nha. Nói không tặng cho người đầu tiên, giờ tặng người đầu tiên luôn. Đây hả? Dạ. Rồi em áo thái với chị nhau, thái chẳng nhau rất là dễ thương. Tặng này, bữa, bữa nay tặng là ghi hết. Nên mai mua chế nào đòi được quà tặng quà đâu. Rồi comment mà cho em là mà số 60k em áo thái thì nhắm chị ơi chẳng nhau rất là dễ thương. Rồi chất không thái thì xịt luôn. Rồi comment cho em mà của nó mà 60k em áo này nha. 60 cân đủ về, 40 cân đủ lên. 40 mặc này phong rộng, phong giúp quần nha, dễ thương lắm. Cái trẻ bây giờ đang hay thích mặc áo phong rộng, mặc chung cái quần đùi dễ thương lắm. Rồi áo 60k cho em. Minamun coi nào. Minamun comment lên thứ á. Để coi bảng comment thứ bao nhiêu ta. Minamun comment lên thứ coi nào. 1, 2, 3. Nguyễn Tuấn 1, cho Ken Trung Chu 2, Tâm 3, Trần Thu Hà 4. Minamun comment thứ 5 em nhá. Minamun comment thứ 5. Cái gì đây? 60 hả? Dạ 60k cho chị Hương gì đó. 60k cho Hương Trần 482. Hương Trần 482. Rồi em này quần ống rộng bằng da mấy chị nha, quần ống rộng cho bằng vải da nha. Rồi chị nào ơn cái quần ống rộng comment cho em mặt của nó là mặt số 0. Bằng da ống rộng 40k. Chị nào lấy chốt mặt số 0 cho em 40k quần da nha. Quần da mấy chị nha, quần da ống rộng nha, gì dễ thương lắm. Mấy chị treo lên nó thẳng ra đẹp lắm nha, tại nên em thì trong bình nó hơi nhăn ha. Quần da nha mấy chị da xịn nha, quần trâu da xịn nha. Thôi 40k thôi, comment mà 40 cho em luôn. Mà 40k. Là 40k. Rồi chị nào lấy cái em áo dễ thương xinh xắn và có cột like bên yêu như vậy rất là dễ thương ha. Đây cưng lắm. Nếu xấu khoảng 54 cân đổ về ok luôn. Chị nào mẫu này có logo này chị. Cái logo hình đôi môi rất là cưng ha. Logo hình đôi trời môi. Trời ơi, sau gần 1 năm hôm nay mới được tặng, vui quá. Rồi sau gần 1 năm. Cái xỉu. Rồi, chị nào lấy cái đen này chút mà đen cho em mà đen 40k mấy chị nha. Chút đen 40 cho em. Áo này đẹp nha mấy chị, áo đẹp. Chút mà đen 40 cho em này, mà đen 40. Anh ơi, cái xích xám này bị sóc cái dây nè. Rồi, comment mà đen cho em. Mà đen 40k nè. Mà đen 40k cho em cho mấy chị. Chút đen 40k ha. Đen 40k cho em. Đen quá kìa. Quá kìa. Có gì không đem xe với cho mấy chế hả? Đen 40k cho Tâm này. Đen 40 cho Tâm. Đây, cái này chế con chế nào xé không? Như vậy. Em lên mấy cái đồ xé cho mấy chế siêu này hết luôn. Đây, mấy chế đợi em xíu nha. Đồ đẹp giá siêu, đồ đẹp giá siêu. Xeo hết, xeo hết. Xeo hết về quê ăn Tết. Giờ mình quen Tết thôi hả? Này gì ta? Áo. À, áo này nó bị dơ. Đâu rồi, các em mặc vừa không? Vừa mới làm. Trời, không vừa. Đây mẫu này nha. Chị đang mặc mẫu này. Nè, to mà. Chị đang cái trong váy này, trong váy này tầm size M size S á. Giờ này bà nghĩ trong bà to cho ta. Chứ không vừa thôi. Còn xanh mờ xí cho mấy chị, cho mấy hoa, cho mấy hoa 30k không? 25k luôn. Đại hạ giá. Khuya rồi, 25k luôn. Bán lộn tê luôn. Rồi 25k, cầm mấy mã hoa cho em. Xí xanh mờ mà ok. SM nha, tức là tầm em 70 đủ về á. 70 số 8 gì đấy nha mấy chị nha. Em 70 số 8 như nó đủ về nha. Cầm mấy mã hoa cho em 25k. Hoa 25 này, 25k luôn. Đại hạ giá.
đầy hai giá luôn. Rồi, trong váy rêu, cầm đây mặt rêu cho em luôn. Mà rêu 35k, chốt cho váy rêu. Eo của chế 74 làm sao mà mặc được M được. Nên hỏi eo bao nhiêu kêu 74, 72, 74 gì đấy là phải L rồi. Chị nào á? Chị nào? Minamun. Minamun hả? Minamun hồi chưa bà nói cho 72 mà. Ừ 72 mặc L. 72, 74 chỉ là mặc L. L á, L á. Váy hoa, rồi. Chế hoa xuân là tím. Chưa có số điện thoại được chỉ chưa chốt được này. Váy hoa cho rêu. Chị váy hoa cho chị Lê Thúy Hằng 25k này. À cho Lê Thúy Hằng rồi rêu mấy chị ơi, rêu, rêu. Rút rêu cho em. Rêu, rêu eo bao nhiêu? Rêu bao nhiêu nhỉ? Nhanh. Hả? Nhanh. Rêu eo 72 đủ tiền chứ. Eo 72, rêu cho Minamun này. Rêu 40k đúng không? Không biết. Em nhớ luôn á, không kêu 40k. Rêu 40k cho Minamun. Rêu 40 cho Minamun ha, lên nhanh nha, lên nhanh nha. Cục cầu ào ra nhanh đi nhanh nha. Không biết. Rồi, cái này ha, trong váy luôn á chị. Thôi. Rồi chân váy luôn, chân váy 40k luôn, xe bánh nóc nhà lầu luôn. Rồi chị nào lấy chân váy đỏ, comment màu đỏ cho em 40k. Ủa này, ồ sang xuống em 68 rồi, thế chị bảo giờ bảo em 68 rồi chị. Hồi bà xảo ghê và hôm bữa bà bảo, hồi trưa bà bảo yêu bà 72. Ờ. Rồi mẫu này yêu, xong quên yêu. Ủa sao chế nhiên thì nó 35 mà chế vi 50 nó 30. Em 72. Không, không có 30 đâu, bà vi 50 bà xảo chỉ có 40 với 35 thôi. Ờ, 35 không có 30 nhá. Đâu. Thế hiện nó 35 chứ. 35k, không có 30 đâu, 30 là khá kia rồi, 30 là trong mấy hoa. Ở trong mấy hoa 30 rồi xe xuống 25. Trên mấy hoa là 25. Ừ, xe xuống 25 luôn. Rồi đỏ, đỏ, đỏ 40k, chị nó đỏ cái đỏ. Tại vì em ăn siêu lụng quá cho nên em không nhớ giá đâu, như giá gốc thôi. Rồi cầm đây đỏ cho em. Thôi tắt rồi. Mà đỏ cho em nhé, mà đỏ. Tắt luôn rồi hả? Không tự tắt rồi, hết giờ. Mà đỏ. Hết giờ hả? Ừ. Trong mấy yêu 76 không có. Đây mẫu này. Mẫu này nha. Thật mà 3 năm là đúng. Bà già này. Bà sấy nhanh thật đi. Rồi mẫu này với chị. À, size 30 nha. Rồi à, cái quần jean này size 30 với chị. Quần jean này nó kiểu của nó kiểu rách rách rất là dễ thương giống như là đó quần dành cho Becky á. À, đỏ. Em có ghi giá thì sao cho nghe nói thì em có 40k. Không, không ghi giá. 40k. Rồi, cái quần này nhắm chị ơi, quần 50k cho em luôn đi, quần jean 50k, size 30. Tầm size 30 là tương ứng với lại size XL hay sao á. Tầm yêu khoảng 78 ha. Rồi chị nào lấy 30, chút 30 cho em đi. Chút vào 30 luôn, 30 50k, đúng rồi, chính xác. Cái 78 đủ về á. Rồi, chị nào chốt cho em mà hả. 50, 50k đi. 50k ha. 50, 50k. Tại biết Thư Nguyễn giờ không, Thư Nguyễn chưa chốt, sao chưa đây? Năm bộ phim để biết sau này chốt xong mới chốt. Một cái đầm bộ body, cô tông, đen. Cái đằng này, sau cái, lưng cái quần này quần jean này 50k hả? Dạ 50k. Quần jean 50k cho chế Thu Thủy nè. Đây nhớ mấy chị đằng sau lưng này. Thu đằng Thủy, Thiêu Thu Thủy. Đầm bộ cô tông mấy chị nha. Thôi dạ, thoải mái lắm. Thôi dạ, đẹp lắm nha, mặc ôm dáng lắm nha mấy chị. Chị nào ưng cái đầm bộ này comment cho em mặc là mặc ôm. Mà ôm cho em, mà ôm 60k. Comment mà ôm 60k giúp em nha, mà ôm 60k. Chế Thu Thủy có địa chỉ bên em chứ nhỏ chế ơi. Thu Thủy hả? Thế quên Thu Thủy này. Thủy Thủy. Thu Thủy này nghe là là. Không, có. Thế này đấy em màu xanh rồi. 30. Đầm đen 30, mà 30 hả ta? 50k. 50k. Mà bao nhiêu nhờ? Chẳng nhớ được mà 50 hả? Thôi, xuống lại đi. Không biết bao nhiêu, không xấu có 30k gì, 50 đấy. Không, 50k. Không biết. Khuya quá rồi, nhìn không rõ, nghe cũng không rõ. Rồi mẫu này, chị nào lấy mẫu này comment liền cho em mà. Một cái cuối cùng xuống like với chị nha. Một cái cuối cùng em xuống like nha. Chị nào ưng mẫu này comment liền cho em mà. Của nó là mã số 9 đi mấy chị ơi, comment số 9 cho em nha. Chị nào ưng cái mẫu này comment số 9 cho em nha. Comment số 9 nha mấy chị, số 9 nha, số 9. Số 9 cho em, số 9 này giá 40k. Cầm đây số 9 cho em 40k nha. Mà 9 40k. Mà 9. Mà lúc trước có mua đồ rồi hả? Phải cho ba số đuôi nha Thu Thủy ơi. Số 9 cho chị Du Minh Nguyễn nè. Chị nào lấy số 9 không mà. Chị nào lấy số 9, cầm đây số 9 tiền cho em nha. 9 cho Du Minh. Số 9 cho Ken Đúc Du. Số 9 cho Ken Đúc Du. Hết 9 rồi. Lên máy đi. Sợ em thảo quá. Em thảo bị não các bạn.
Rồi em offline mấy chị nhé. Chúc mấy chị ngủ ngon ha. Yêu mấy chị ngày mai gặp lại đi nha. Ngày mai siêu tiếp. Còn nhiều đồ lắm. Chứ siêu đến tí đồng cô luôn á. Rồi em xuống like nha. Bye bye mấy chị. Bye bye.